chương 1560, trong tử cầu sinh. Bất tử bất diệt, cái này nhìn mà mọi người hoàn toàn thất thanh, trước mọi người biết thể phách của Lăng Hàn rất mạnh, rất châu bò, nhưng cụ thể làm sao lại không rõ ràng. Mà thời khắc này, mọi người đã có nhận thức trực quan. Sau này, tuyệt đối không nên cùng người này là địch, hắn con mẹ nó cũng quá cứng đi, ngay cả thiên kiếp khủng bố như thế cũng giết không chết. Nửa ngày sau, uy lực của thiên kiếp bước vào cấp độ hàng hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, Điều này làm cho Lăng Hàn tức sù lông, đánh xuống một đòn, máu tươi của hắn tung khắp cả trời cao, thần cốt mấy lần thì bị đập gãy, tình thế tràn ngập nguy cơ. Chỉ có thể chấm dứt ở đây sao? Không xong rồi, tất cả mọi người lắc đầu, có thể kiên trì đến một bước này, mỗi người đều viết chữ phục. Nhưng Lăng Hàn muốn đối kháng, là thiên địa a, nhân lực có hạn, lực lượng đất trời vô hạn, sao có thể có chuyện đối kháng được? Không có ai cảm thấy Lăng Hàn không đủ thiên tài, nhưng không có cách nào a, ở trước mặt thiên địa cho dù thánh nhân cũng phải cúi đầu bằng không thánh nhân hẳn có thể đối kháng sinh lão bệnh tử siêu thoát ở ngoài thiên địa rồi nhưng thánh nhân chẳng những có giới hạn tuổi thọ còn phải trải qua thiên nhân ngũ suy không vượt qua được sinh cơ liền bị chém cái này đủ để chứng minh thiên địa muốn giết không người nào có thể miễn ai bảo lăng hàn cơ duyên quá to lớn càng một hơi tăng lên hai cảnh giới nhỏ song kiếp hàng lâm chỉ có thể nuốt hận ai có thể nghĩ tới cơ duyên lớn lại biến thành đại tai nạn có mấy người cười trên sự đau khổ của người khác, chính bọn họ không cách nào đăng lâm hàng ngũ vương giả mạnh nhất, nhưng ước gì người mạnh hơn bọn họ chết hết sạch, để bọn họ có thể ló đầu ra. Không đúng, tiểu tử này không phải người đoàn mệnh như vậy. Đại hắc cẩu dừng lại cắn người, đứng thẳng lên, chắp hai chân ở sau lưng, thật giống như đang trầm tư, lộ ra một luồng ý vị cao thâm khó dò. Nhưng một cái quần lót thiết đã phá hoại đến sạch sành xanh, con đại hắc cẩu này cũng lập tức lộ nguyên hình, hất đầu nói. Quên đi, tiểu tử này chết hay sống liên quan gì đến cầu gia. Tình huống của Lăng Hàn càng ngày càng nát, thiên kiếp càng ngày càng tàn nhẫn, cho dù có bất diệt thiên kinh bảo vệ, tốc độ khôi phục thương thế của hắn cũng xa xa theo không kịp trình độ bị thương, khắp toàn thân hầu như không có một khối xương hoàn chỉnh. Nhưng hắn còn chiến đấu, tỏa ra một luồng kiên nghị, cho dù đến thời khắc cuối cùng, cho dù sơn cùng thủy tận, hắn cũng không từ bỏ. Tiên ma kiếm sớm bị tế ra, ở trong thiên kiếp tỏa ra tiên quang, đừng xem vẫn là thần khí cấp 11, nhưng tỏa ra một luồng áp lực khiến người ta khiếp đảm, nắm giữ một tiêu uy lực của tiên khí. Dưới song trọng lôi kiếp, bản chất của tiên ma kiếm cũng được tăng lên. Lăng Hàn không ngừng tiêu hao bất diệt chân dịch, gia tốc khôi phục thân thể, nhưng liên tục sử dụng bất diệt chân dịch hiệu quả giảm mạnh, rất nhanh liền dùng hết 10 giọt bất diệt chân dịch. Nhưng thiên kiếp vẫn còn, xoảng, chớp giật đánh xuống, Lăng Hàn mất đi một cánh tay, thần huyết phun ra, nhưng sinh cơ bừng bừng, thoải mái một phương khu vực, để cây cỏ trong này tăng vọt vài chục trường. Soảng, một tia chấp đánh xuống, Lăng Hàn đứt mất một chân, lại để nơi cực xa hóa thành tiên cảnh, có vô số thần dược liều mạng sinh trưởng, không thiếu cấp 9 thậm chí cấp 10. Soảng, đây là một đòn công kích chí mạng, từ gáy của Lăng Hàn bổ xuống, suýt chút nữa chém hắn thành hai đoạn, dù như vậy, máu tươi như mưa, làm cho cả Trầm Uyên cốc sinh cơ bừng bừng, từ đất không biến thành thảm cỏ xanh trải rộng. Soảng, thiên địa vô tình, bù đắp một đòn tối hậu, đùng, cả người Lăng Hàn bị chấn thành cho bụi lần này không phải là Lăng Hàn chủ động tan dã thân thể, mà là thực sự vác không được. Xong, một đời thiên tài cứ như thế xong đời, đây chính là vương giả có thể cùng cổ đạo nhất tranh đấu A. À. Chết tốt, nhiếp thiên thành, đan kinh nghĩa cười gần, bọn họ bị Lăng Hàn hãm hại, tuy sau đó lại giết tới, nhưng bởi vì sự kiện kéo chân chó, bọn họ cũng rơi dụng đến đáy vực, cuối cùng chỗ tốt gì cũng không có mỏ được. Nhìn thấy Lăng Hàn chết, trong lòng bọn họ tự nhiên sung sướng, thật giống như ăn mật. Người vừa chết, thiên kiếp tự nhiên thu lại nhưng lôi vân mới vừa có dấu hiệu thu lại lại lập tức ngưng tụ lần nữa chuyện gì thế này tất cả mọi người không rõ chẳng lẽ còn muốn quất thi nhưng hiện tại lăng hàn ngay cả cho cũng không còn làm sao quất ầm um, chỉ thấy giữa bầu trời có một đạo hỏa diễm giật động sau đó hóa thành nộ diễm đầy trời một bóng người từ không đến có cấp tốc hình thành sau đó một bước đi ra lăng hàn ta sát thấy cảnh này tất cả mọi người đều trợn to hai mắt chấn kinh đến tê cả ra đầu cái tên này rõ ràng đã chết, ngay cả cho cũng không dư thừa, thậm chí thiên kiếp bắt đầu tiêu tan, tại sao lại sống lại. Lăng Hàn bước chậm mà đi, hỏa diễm vô tận thu vào trong cơ thể, hắn đẩy tinh khí thần lên tới cực hạn. Bất diệt thiên kinh, dục hỏa trùng sinh, sắc mặt hắn nghiêm nghị, đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, nếu như như vậy cũng không vượt qua được thiên kiếp, thì làm sao bây giờ? Soảng, thiên kiếp tiếp tục đánh xuống, hay là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, điên cuồng tàn phá, thời gian cũng tiếp cận hai ngày đột nhiên, sau một tia chớp đánh xuống, thì không còn hạ xuống nữa, mây đen tản đi, lại thấy ánh mặt trời. Một hồi đại kiếp nạn kinh người, cuối cùng đi qua. Lăng Hàn thương tích khắp người, đặt mông ngồi trên mặt đất, dù ý chí của hắn như sắt thép cũng cảm giác cả người muốn sụp đổ. Tất cả mọi người dùng cặp mắt kính để nhìn hắn, thậm chí còn có sợ hãi, thật giống như nhìn thấy không phải người, mà là một quái vật. Chết đi lại sống, ai từng thấy? Lăng Hàn khẽ nhíu mày, Lần này ở dưới con mắt mọi người lộ ra lá bài tẩy to lớn nhất của mình, sau này liền không được hiệu quả Kỳ binh. Cũng còn tốt, hắn còn có một lá bài khác, chính là Hắc Tháp, so với Bất Diệt Thiên Kinh còn muốn bất diệt. Mặt khác, bí mật của Cửu Thiên Hỏa cũng không có lộ ra ngoài, cái này cũng là lá bài tẩy không kém Hắc Tháp. Cổ đạo nhất, đến chiến, Lăng Hàn đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, cổ đạo nhất chiếm ưu thế. Tuy loạn tinh nữ hoàng cũng mạnh đến nỗi kinh người, nhưng trung quy không sánh bằng tiên thai của cổ đạo nhất, nếu không phải nàng còn có một viên gạch ở trong tay, e là đã sớm bị thua. chương 1561, thu đồ đệ. Lăng Hàn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn vợ bị đánh chứ? Cổ đạo nhất ngừng tay, đối với Lăng Hàn, hắn có cảnh giác mãnh liệt. Nếu bị Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng giáp công, ngay cả hắn cũng cảm giác đau đầu. Người muốn đánh với ta một trận, hắn điềm nhiên nói, tuy phu thêm một thể, nhưng ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, liền một trọi một A. À. Lăng Hàn đưa tay ra, tuy cả người đẫm máu, nhưng khí thế lại trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Chỉ là con dế, oanh, cổ đạo nhất còn muốn tỏ vẻ khinh thường, nhưng Lăng Hàn đã một quyền oanh đến, để hắn nhất thời im bặt, rút lui ba trăm trường. Lại tới, cổ đạo nhất tức điên, trước cũng như thế, hắn muốn trào phúng, lại bị Lăng Hàn liên tục công kích, để hắn ngay cả nói cũng nói không hết. Đáng ghét, cổ đạo nhất cũng lười nói, hắn muốn đánh giết Lăng Hàn. Thần thông thập thế, hắn một đời một đời thần thông phân ra, cuối cùng nổ ra đại chiêu, 10 đời cùng xuất hiện, liên thủ công kích Lăng Hàn. Lần này hắn ở trạng thái toàn thịt, còn có thánh khí, mạnh không gì sánh nổi. Lăng Hàn cười nhạt, lần này không cần tiếp tục ẩn giấu thực lực, hắn trực tiếp vận chuyển ra thiên uy, tước đi cổ đạo nhất hai tinh lực lược, tiên ma kiếm chém ra, tiên quang vinh thế. Hắn khoát tay, thần quang vô tận trói mắt, khiến người ta mở mắt không được. Người khác phân đến một chút xíu chỗ tốt cũng tu ra thái dương thể, lăng hàn là ở trong thái dương thạch tu luyện, tất cả mọi người gộp lại được chỗ tốt cũng không bằng một phần vạn của hắn. Vì lẽ đó, mới có thể để hắn từ đại cực vị sơ kỳ trực tiếp bước vào cực cảnh đỉnh cao, nếu không phải ngưỡng cửa hàng hà cảnh này thực khó có thể vượt qua, hắn thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa. Có điều thật muốn bước ra bước đi này, lăng hàn hẳn là không thể qua được ba lượt thiên kiếp, thật muốn xong đời. Cổ đạo nhất không khỏi phiền muộn. Đối với người khác mà nói, thái dương thể cũng là thứ tốt không duyên cớ có thêm một môn thần thông nhưng đối với cổ đạo nhất mà nói cái này ngay cả thêm gấm thêm hoa cũng không tính nhiều lắm chính là để hắn trở nên mạnh tí tẹo thái dương thể của lăng hàn vừa ra để quang diệu thiên hạ của hắn ảm đạm phai mờ phải biết một khối lớn thái dương thạch hầu như đều bị một mình lăng hàn luyện hóa để hắn nắm giữ thái dương thể đại thành tuyệt đối không phải những người khác có thể so với thái dương thể vừa ra ánh quang lóa mắt còn có một luồng xí viêm chảy xuôi Thái Dương Thạch này tuyệt không phải dùng để phong ấn Cửu Thiên Hỏa đơn giản như vậy, mà là Cửu Thiên Hỏa vốn là Thái Dương Thạch xúc tích, cuối cùng trở thành một trong tiên vực Cửu Đại Tổ Hỏa. Ngươi nói, Thái Dương Thạch châu bò hay không? Thái Dương thể đại thành ở tiên vực không coi là thể chất đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Quang Diệu Thiên Hạ, cái này dù sao chỉ là thần thông mà Cổ Đạo Nhất tu ra ở đời thứ nhất, chỉ có tiên thai mới có thể áp chế Thái Dương thể. Cướp tạo hóa của ta, ta phải giết ngươi." Cổ Đạo Nhất hừ lạnh, nếu như hắn được cơ duyên như vậy, quang diệu thiên hạ tự nhiên sẽ tăng cao, tuyệt không chỉ tăng cường một chút xíu như hiện tại. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, lang hàn được càng nhiều chỗ tốt, nếu không thì, lúc trước hắn cũng sẽ không có rung động mãnh liệt như vậy, phải biết, hắn là tiên thai, có thể xúc động tiên thai là chí bảo cỡ nào. Ngốc điểu, lang hàn lạnh lùng trách mắng, nắm tiên ma kiếm mà động, vung lên kiếm khí vô tận, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hừ, thật sự cho rằng ta sợ uy thế của ngươi sao. Cổ đạo nhất hết dài một tiếng, trên người có ánh sáng tỏa ra, từng viên từng viên phù văn xuất hiện, thật giống như mặc vào cho hắn tầng một giáp trụ, cách trở thiên uy của lăng hàn ở bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, giới hạn ở bản thể của hắn, chín thế thân vẫn nhận ảnh hưởng. Đây là lực lượng của tiên thai, ánh mắt của lăng hàn sáng ngời, hắn triển khai chân thị chi nhãn, muốn nhìn rõ những phù văn kia, kia chất chứa một ít bí mật của tiên thai, là tiên đạo lạc ấn, hắn ở thời điểm luyện hóa cửu thiên hỏa cũng từng hiện lên, nhưng so sánh với nó, tiên thai tự nhiên kém xa tiết tắc. Cửu thiên hỏa chính là tổ hỏa của tiên vực, có thể so với tiên vương. Nhưng, nhìn không thấu A, à, Lăng Hàn có chút đáng tiếc, tiên đạo lạc ấn kia thực quá phức tạp, coi như chỉ có một viên cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể nắm giữ, huống chi lít nha lít nhít chỉ ít mấy vạn cái. Vậy thì thôi, chiến, Lăng Hàn tiến lên nghinh tiếp, một kiếm chém ra, lôi đình chấn động, ánh sáng thái dương lóa mắt. Cổ đạo nhất cũng không yếu, cầm trong tay thánh khí, kiếp thân này có lực lượng toàn thịnh, không hề yếu hơn Lăng Hàn, mà chín thế thân tuy bị chém hai tinh lực lược, lược nhưng thần thông cùng xuất hiện vẫn nắm giữ uy lực đáng sợ thế nhưng lăng hàn là cái thể phách gì hắn không dám để thánh khí của cổ đạo nhất oanh một phát nhưng chín thế thân liền không đáng kể oanh liền oanh đi nhiều lắm chính là để hắn ăn chút vết thương nhẹ mà thôi mà cổ đạo nhất đồng dạng không dám để tiên ma kiếm chém tới vậy càng đáng sợ lực phá hoại vô cùng tiên nhân cũng có thể bị chém chết hai tuyệt thế vương giả rơi vào khổ chiến khó phân cao thấp cực kỳ rằng co. Lăng Hàn không sử dụng cửu thiên hỏa, đây là lá bài tẩy của hắn, trừ khi có tuyệt đối nắm chắc đánh giết cổ đạo nhất, bằng không hắn sẽ không dùng. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không thể giết cổ đạo nhất được, đây chính là ở trên một đồ tinh, có 10 vị thánh nhân bảo bọc, thần ý thời khắc đều đang lưu chuyển nhìn hắn, cổ đạo nhất, thiên hạ đệ nhị. Đều là thiên kiêu đứng đầu đương đại, làm sao có khả năng sẽ để bọn họ có chuyện. Ngoại trừ thiên kiếp không cách nào nhúng tay, nếu như cuối cùng phân ra sinh tử, những thánh nhân này tất nhiên sẽ nhúng tay. Vì lẽ đó, Lăng Hàn chắc chắn sẽ không quá sớm lộ ra lá bài tẩy. Quả nhiên, lại chiến mấy hiệp, có một vị thánh nhân giá lâm, ngăn cản Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất chiến đấu, thánh uy bao phủ, cho dù Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất không sợ, nhưng lại vô lực ra tay. Cái này là bọn hắn, đại bộ phận người khác đã quỳ trên đất. Đây là cửu thanh thánh nhân, đồ đệ thứ 9 của tinh sa đại thánh, cũng là thánh nhân trẻ nhất trong mấy trăm tinh vực ở phụ cận, bây giờ chỉ hơn 3 tỷ tuổi, có thể nói là thời kỳ khí huyết dồi dào nhất. Hắn nhìn qua như một vị trung niên nho sĩ, bề ngoài xấu xí, nhưng lộ ra một luồng nho khí không cách nào hình dung, khiến lòng người kích động. Chương 1562, Thiên Kiêu đứng đầu vạn cổ thượng. Đây chính là thánh nhân, ở trong vùng tinh không này đi tới cực hạn, một cách tự nhiên có khí thế bất phàm. Xuất hiện một vị thánh nhân, sẽ thiên hàng cam lộ, mà chết đi một vị thánh nhân thì sẽ để trời khóc, cả thế gian đều đau buồn, tất cả mọi người lập tức đi vào tinh xa vũ viện sàng lọc lập tức bắt đầu cửu thanh thánh nhân nói vung tay lên tất cả mọi người đều bị bọc lại bay về phía tinh xa vũ viện tốc độ của thánh nhân nhanh bực nào cái này vẫn không có xuyên qua không gian bằng không một bước bước ra liền có thể rơi xuống một tinh cầu khác tinh xa vũ viện ở trước mắt kỳ thực tinh xa vũ viện tổng cộng có 9 tòa mỗi một tòa đều có một vị đệ tử của tinh xa đại thánh tọa trấn phụ trách chỉ đạo Hiện tại bọn họ đi chính là viện thứ 9, cũng đúng là phân viện của cửu thanh thánh nhân. Ở đây nghỉ ngơi, sau 3 ngày chính thức thu đồ đệ. Cửu thanh thánh nhân nói, một vị thánh nhân lên tiếng, ngay cả người kiêu căng khó thuần như cổ đạo nhất cũng không dám lỗ máng, dù sao hiện tại hắn còn chỉ là một tinh thần cảnh nho nhỏ, một ý nghĩ của thánh nhân liền có thể giết hắn. Tất cả mọi người đàng hoàng, yên lặng ngồi xuống, chờ đợi 3 ngày đi qua. Đám người loạn tinh nữ hoàng đều tuôn về phía lăng hàn, đây chính là 10 năm không thấy A. À. Lăng Hàn tay trái ôm thiên phượng thần nữ, tay phải ôm nữ hoàng đại nhân, cùng mọi người nói đơn giản, cụ thể trải qua đương nhiên không thể nói ở chỗ này, tiên vực quan hệ quá to lớn. Ba ngày đi qua rất nhanh, phân viện thứ 9 lại tới rất nhiều người, không chỉ là vương giả tham dự tranh cướp trầm uyên cốc, còn có rất nhiều sơn hà cảnh, nhật nguyệt cảnh. Tiến vào tinh xa vũ viện không phải chỉ so cảnh giới, mà là thiên phú, ngộ tính, thể chất, cảnh giới thấp không quan trọng lắm, luôn có thể tăng lên, nhưng có chút điều kiện tiên thiên lại không phải cảnh giới có khả năng thay đổi. Muốn thành thánh, cảnh giới tuyệt không phải then chốt, thế nhưng, tiến vào tinh xa vũ viện yêu cầu thấp nhất chính là tu ra một cực cảnh, bởi vậy, tổng số người cũng hơn 3.000, trong đó vương giả cấp 1 hơn 2.900, vương giả cấp 2 giảm mạnh đến khoảng 300, vương giả cấp 3 chỉ có 12 người. Ngoại trừ 7 người loạn tinh nữ hoàng, cổ đạo nhất, Long Hương Nguyệt. Lăng Hàn là vương giả cấp 3 mới lên cấp, bốn người khác là trước đây không lâu mới chạy tới, bởi vì chuyện ngoài ý muốn làm lỡ không thể đuổi tới trầm uyên cốc tranh cước chín thánh chọn đồ trong tinh xa vũ viện một cường giả hằng hà cảnh đi ra tuyên bố tinh xa vũ viện thu đồ đệ bắt đầu mỗi một người đều sẽ được gọi vào do chín thánh quyết định thu hay không thu nếu chỉ có một vị thánh nhân lựa chọn thu nhận thì đưa về môn hạ của vị thánh nhân này nếu có hai vị thánh nhân trở lên đồng thời thu nhận thì người này có thể lựa chọn theo ai cổ đạo nhất vị cường giả này gọi ra cái tên thứ nhất người thứ nhất bị điểm tên tất nhiên là thiên tài được coi trọng nhất cổ đạo nhất thiên kiêu đứng đầu vạn cổ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía cổ đạo nhất đây là một thiên kiêu mạnh mẽ thể chất siêu phàm áp đảo chúng sinh đáng tiếc chính là cùng lăng hàn loạn tinh nữ hoàng trước sau chiến hai trận hắn không có chiếm được ưu thế áp đảo để uy danh của hắn phủ một lớp bụi nhưng bất kể như thế nào chín đại thánh nhân càng thêm xem trọng hắn gọi hắn đi ra đầu tiên thánh nhân lọt mắt xanh, đây là vinh quang to lớn. Nhất thời, đoàn người bắt đầu ồ lên, không ít người đỏ cả mắt. Cổ đạo nhất nguyên bản không cần để thánh nhân ở trong mắt, hắn đã từng là chảm trần cảnh lão tổ. Nhưng sống ra đời thứ 10, tâm thái của hắn trở nên trẻ tuổi, đặc biệt là hết lần này tới lần khác không thể bắt lang hàn hay loạn tinh nữ hoàng, để hắn uất ức. Hiện tại đi ra hàng ngũ, thật giống như bình định, như xứng danh cho hắn, để hắn có chút đắc ý. Hắn ngạo nhiên đi ra, phía trước để chống một sân bãi to lớn, chín vị thánh nhân phân biệt ngồi xếp bằng ở trên một đài sen, cao chỉ có ba trượng, nhưng thánh nhân ở đâu, nơi đó chính là thánh địa, có thần quang chiếu khắp, mùi thơm nước mũi, giữa bầu trời hoa tươi rơi xuống, như đang chúc mừng. Bản tọa muốn thu, một vị thánh nhân mở miệng, bản tọa muốn thu, lại một vị thánh nhân mở miệng, bản tọa muốn thu, bản tọa muốn thu, chín tên thánh nhân trước sau mở miệng, đều biểu thị muốn thu cổ đạo nhất là môn hạ đệ tử. Điều này làm cho hơn 3.000 người đều cực kỳ đố kỵ, kia là 9 tên thánh nhân A, lại đều nói muốn thu cổ đạo nhất làm đệ tử, đặc biệt như vậy thực sự là lớn hơn trời. Trong lòng cổ đạo nhất ngạo nhiên, dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân cũng không có tư cách thu hắn làm đồ đệ, nhưng ai bảo hắn hiện tại còn chỉ có tu vi tinh thần cảnh, trong dược vương quật tích lũy đã dùng gần hết rồi, nếu như hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại thánh nhân vị, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Tinh xa vũ viện chính là lựa chọn tốt nhất. Mục tiêu của hắn là lọt mắt xanh của tinh sa đại thánh, thu hắn làm đệ tử thứ 10, dốc hết tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, vậy hắn liền chắc chắn ở trong một ngàn năm trở lại thánh vương cảnh. Đến thời điểm đó, hắn liền có thể đi về tiên vực, trở lại trốn cũ, quấy động phong vân. Cổ đạo nhất hắn, đời này muốn trở thành vương giả của tiên vực, cùng chân tử, chân nữ của đại giáo tranh cướp số mệnh. Cổ đạo nhất, người muốn bái vào viện nào? Lục Thánh Yên Minh Thánh Nhân hỏi. Cổ đạo nhất trầm ngâm, hiện tại hắn còn chưa có tư cách yêu cầu bái vào môn hạ của tinh sa đại thánh, hiển nhiên, tinh sa đại thánh còn muốn quan sát, từ trong 900 đệ tử lấy ra một tên vừa ý nhất, mới thu làm đệ tử thân truyền cuối cùng, dốc lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn lại không thể nói lão tử trước đây là trảm trần lão tổ, đang lâm thánh cảnh không phải chút lòng thành sao. Cái này thật muốn nói ra, liền không sợ bị người đoạt đạo quả sao. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước lại không có giết lăng hàn, lưu lại hậu hoạn, chỉ trách hắn lúc đó đầu óc nóng lên, lại bị Lăng Hàn thuyết phục. Kỳ thực lúc đó hắn muốn giết Lăng Hàn cũng không thể, có Hắc Tháp ở đây a. À. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói: "Ta muốn bái môn hạ của Hắc Hà Thánh nhân." Chương 1563, Thiên Kiêu đứng đầu vạn cổ hạ. Hắc Hà Thánh nhân chính là đồ đệ thứ nhất của Tinh Sa Đại Thánh, thực lực sâu không lường được, có người nói vô cùng có khả năng trở thành trung thánh. Có điều, cổ đạo nhất sẽ lựa chọn như vậy, hiển nhiên không phải nhắm về phía trung thánh mà là hắn cảm thấy, đồ đệ thứ nhất mới miễn cưỡng xứng với thân phận của mình. Được, Hắc Hà Thánh Nhân gật gù, đưa tay một chiêu, cổ đạo nhất liền bay đến dưới đài sen của hắn. 900 tiêu chuẩn, đã thiếu một cái. Lăng Hàn, vị cường giả hằng hà cảnh kia lần thứ hai hô, cũng chỉ có tinh xa vũ Việt, mới có thể xem hằng hà cảnh là người giới thiệu chương trình. Lăng Hàn, thứ hai, sắc mặt rất nhiều người quái lạ, đây là một hồi tranh giành vương giả mạnh nhất, chỉ có một người có thể trèo đỉnh, trước Lăng Hàn thắng một hồi, ở trong trầm uyên cốc dựa vào loạn tinh nữ hoàng kiềm chế cổ đạo nhất, nhưng lần này là cổ đạo nhất thắng. Ở trong mắt thánh nhân, hiển nhiên càng coi trọng thể chất của cổ đạo nhất. Bản tọa muốn thu, bản tọa muốn thu, bản tọa muốn thu, chín thánh nhân gần như cùng lúc mở miệng, tuy dưới cái nhìn của bọn họ, lăng hàn hơi kém một chút, cái này chủ yếu là ở phương diện tiên thiên thể chất, nhưng vẫn là một khối mỹ ngọc hiếm có, đáng giá điêu khắc. Cái này cũng là tại sao Lăng Hàn có thể xếp thứ hai đương nhiên cùng cổ đạo nhất là không thể so sánh tiền thai a tương lai thành tựu không thể đoán trước thậm chí sư phụ của bọn họ cũng muốn trực tiếp thu cổ đạo nhất làm đồ đệ nhưng sau đó ngẫm lại muốn cho người khác một ít cơ hội một chút cổ vũ lúc này mới bỏ đi ý nghĩ ấy đời này ra cổ đạo nhất mặc ngươi lại thiên tài yêu nghiệt cũng phải ảm đạm phai mờ kém quá nhiều căn bản không có tư cách so sánh lăng hàn ngươi lựa chọn như thế nào hắc hà thánh nhân hỏi sắc mặt lăng hàn bình tĩnh nhưng trong lòng kỳ thực rất khó chịu. Dựa vào cái gì hắn không bằng cổ đạo nhất, hai lần giao thủ, hắn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có đại tuyệt chiêu chưa sử dụng. Liều mạng chiến một trận, dục hỏa trùng sinh của hắn tương đương với có hai cái mạng, chẳng lẽ còn làm không chết cổ đạo nhất? Tại sao xếp hắn ở sau cổ đạo nhất? Hắn thua, ở trong mắt của thánh nhân, càng coi trọng chính là thể chất, cổ đạo nhất chính là tiên thai A. Tốt lắm, chờ ngày sau hắn dẫm mặt cổ đạo nhất, ngược lại muốn xem xem những thánh nhân này là vẻ mặt gì lăng hàn trầm ngâm trên thực tế hắn không đáng kể tiến vào phân viện nào vừa mới thu được một đống lớn bí pháp tuy đặt ở tiên vực không coi là bảo điển trí cao vô thượng gì nhưng ở thần giới tùy tiện cầm một môn đi ra cũng có thể để thánh nhân thay đổi sắc mặt hắn quét một vòng nói ta nguyện bái vào môn hạ của minh tâm thánh nhân ồ chín thánh đều hơi kinh ngạc tuy đều là thánh nhân nhưng chín thánh vẫn có thực lực chênh lệch trong chín thánh đương nhiên lấy hắc hà thánh nhân mạnh nhất hơn nữa, bản thân Hắc Hà Thánh Nhân am hiểu dụng kiếm, bất kể như thế nào, Lăng Hàn cũng nên lựa chọn bái vào môn hạ của Hắc Hà Thánh Nhân mới phải. Lẽ nào là bởi vì cổ đạo nhất, nhưng vì cái gì phải tuyển chọn minh tâm Thánh Nhân? Trong 9 vị Thánh Nhân, lấy tứ Thánh Khổ Dược cùng bát Thánh Minh Tâm khá đặc thù, không phải là võ giả thuần túy, mà là phân biệt lấy đan dược, trận pháp thành Thánh. Lẽ nào Lăng Hàn muốn không làm việc đàng hoàng, cùng Minh Tâm Thánh Nhân học trận pháp sao? Thế nhưng, lấy trận nhập Thánh thực quá khó khăn, nhiều ước năm qua chỉ có Minh Tâm Thánh nhân làm được, có thể thấy được con đường này khó đi cỡ nào. Được, Minh Tâm Thánh nhân mở miệng, hắn dĩ nhiên là lấy trận nhập thánh, nhưng thánh nhân cao cao tại thượng cỡ nào, chẳng lẽ còn chỉ điểm không được một tinh thần cảnh. Hắn đưa tay một chiêu, lang hàn liền bay đến dưới đài sen của hắn. Loạn tinh, nữ hoàng, đại năng hằng hà cảnh nhìn danh sách, có chút trần chờ, người này lại dùng phong hào như tên, hơn nữa còn là nữ hoàng, để hắn không khỏi có chút bất mãn nhưng nữ tử này có thể xếp ở vị trí thứ ba đủ để chứng minh thiên tư cao trình độ được coi trọng đừng nhìn hắn hiện tại cảnh giới cao hơn nhưng ở trong thiên tài vương giả như mây bộc lộ tài năng đứng hàng đầu nữ tử này ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể đo lường thánh nhân dĩ nhiên chỉ có thể ra một cái nhưng nói không chắc người ta có thể bước vào hằng hà cực cảnh khác loại thành thánh thì sao bởi vậy hắn liền đè xuống không vui không có biểu hiện ở trên mặt loạn tinh nữ hoàng bước ra ngoài đừng xem nàng phong tình vạn trùng, có thể mê đảo vạn ngàn, nhưng trong xương lộ ra cực kỳ kiêu ngạo, bất luận người nào ở trong mắt nàng cũng là con dẹp, chỉ có một người mới đáng giá nàng quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ say ngất ngây ở dưới mị lực của nữ hoàng. Nữ hoàng khí phách, nhưng dáng dấp yểu điệu, mị lực vô biên. Đừng nói vương giả trẻ tuổi thất thanh, say ngất ngây, những người thế hệ trước cũng có một tia si mê. Mị lực của nữ hoàng lớn, có thể thấy được chút ít bản tọa muốn thu, bản tọa muốn. Chín thánh rồn dập mở miệng, nhưng vẫn không có chờ bọn hắn nói xong, chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã đi tới ngồi dưới hoa sen của minh tâm thánh nhân, đứng sóng vai với lăng hàn. Cái gọi là chồng hát vợ theo, nàng có thể sẽ làm lựa chọn nào khác sao? Lúc này, chín vị thánh nhân đều có chút đen mặt, người tình huống thế nào a à? chúng ta vẫn chưa có tỏ thái độ xong, người liền tuyển chọn trước, trong mắt còn có chư vị thánh nhân sao? Cái này nếu biến thành người khác, cho dù là cổ đạo nhất cũng miễn không được bị trách cứ một trận, nhưng đối mặt về thế phong tình của loạn tinh nữ hoàng, lại không có người tàn nhẫn ra tay. Chỉ cảm thấy vị nữ hoàng này lại kiêu ngạo yêu kiều cũng có thể tiếp thu, ai bảo người ta đẹp chứ. Quên đi, tốt xấu gì cũng là thiên tài đỉnh cấp, đi vào đâu cũng là đệ tử của tinh xa Vũ Viện A. Long Hương Ngọc, người thứ tư là Long Hương Ngọc, cô gái này anh tư hiên ngang, phảng phất như một chân long hình người, vừa đứng liền tỏa ra khí phách ép người. Tuy bị điểm tên thứ tư, thành tích vô cùng ưu dị, nhưng trên mặt nàng lại không có bao nhiêu nụ cười. Theo người khác, thứ tư đã là thứ tự cực cao, nhưng dưới cái nhìn của nàng đây là một sỉ nhục. Mục tiêu của nàng là số 1, chương 1564, ra oai phủ đầu. Có điều, nhất thời thất lợi cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, nàng nhất định sẽ chiến thắng ba người trước, trở thành vương duy nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì nàng là chân long hậu duệ, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, nhất định phải cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Nàng lựa chọn Vân Hà Thánh Nhân, đây là nữ tính duy nhất trong chín đại thánh nhân, cũng là một vị bán nhân, nắm giữ thượng cổ thần thú thạch nguyên quy huyết mạch. Với nàng mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, đều có huyết mạch thần thú, đều là nữ tính. Thiên hạ đệ nhị, tử thần phong, lần lượt từng tên vương giả đỉnh cấp bị gọi ra hàng ngũ, sau đó lựa chọn gia nhập phân viện nào, bái vị thánh nhân nào. Có điều, cũng chỉ có vương giả cấp 3 mới có tư cách để chín vị thánh nhân đồng thời mở miệng đòi người, đến phiên vương giả cấp 2, ngoại trừ Vũ Hoàng, vô tương thánh nhân có đặc biệt như vậy, những người khác thì chỉ có mấy vị thánh nhân mở miệng. Càng đến phía sau, tình huống cướp người xuất hiện càng ít, sau vương giả cấp 2, vương giả cấp 1 thì càng khó có thể được thánh nhân hứng thú, gặp phải 9 vị thánh nhân cùng một chỗ lắc đầu, vậy cũng chỉ có vô tình đào thải. Có điều, cũng có mấy vương giả cấp 1 để thánh nhân lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, tuy vẫn không có khuếch đại đến 9 thánh tranh chấp, nhưng có thể gợi ra ba bốn vị thánh nhân cùng nhau gật đầu, rất không dễ dàng a à một người gọi ô chính phủ sau lưng của hắn có một vòng thanh nguyệt chiếu rọi nhưng không phải là nguyệt của nhật nguyệt cảnh mà hắn là hạo nguyệt thể cực kỳ hiếm thấy nguyệt quang chiếu rọi có thể để cho lực lượng người khác tăng vọt một đoạn dài đây là năng lực phụ trợ cực mạnh trong đoàn chiến có thể đưa đến hiệu quả kinh người bởi vậy bị mấy vị thánh nhân tranh đoạt cuối cùng ô chính phủ lựa chọn cuồng vũ thánh nhân một người gọi lộ khản tư cánh tay trái của hắn lại chính là trường thương theo cảnh giới tăng lên cường độ của cánh tay này cũng không ngừng tăng lên tương đương thần thiết cung cấp. Cái này cũng là thể chất phi thường hiếm thấy, tên là binh thể, thân thể sinh ra đã có một bộ phận là binh khí. Hắn bái vào thiết đao thánh nhân, bởi vì thiết đao thánh nhân cũng là binh thể, có thể chỉ đạo hắn tốt nhất. Vô tương thánh nhân, đinh bình, cửu yêu, vũ hoàng đều được vài vị thánh nhân lọt mắt xanh, nhưng chỉ có cửu yêu lựa chọn minh tâm thánh nhân, bởi vậy cũng chỉ có cửu yêu gia nhập viện thứ 8. Cái khác như vũ hoàng, vô tương thánh nhân đều gia nhập phân viện khác, thiên phượng thần nữ rất may mắn, tuy thiên phú không tính kiệt xuất, nhưng bởi vì nữ tính vương giả tương đối ít, nàng được vân hà thánh nhân thu vào môn hạ. Nửa ngày sau, 900 môn đồ liền chọn ra, người không được chọn đương nhiên chỉ có rời đi, lần sau tinh xa vũ viện lại mở, chính là chuyện trăm vạn năm sau này. Ngoại trừ đệ tử của viện thứ 9, những người khác đều bị thánh nhân đối ứng mang đi, chín đại viện trải rộng ở các góc của một đồ tinh, cách nhau kỳ thực xa xôi, ngay cả tinh thần cảnh muốn đi phân viện gần nhất cũng cần 10 ngày thời gian, Thiên Phượng thần nữ cùng Lăng Hàn lưu luyến không rời, nàng mới quen tư vị hoan ái, hận không thể cả ngày cùng Lăng Hàn dính chung một chỗ, nhưng hiện tại cũng chỉ có trước tiên theo mọi người rời đi, chờ sau khi yên ổn, lại tìm Lăng Hàn hẹn hò a. À. Liễu Quân Thiên cũng xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn khá phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn tràn ngập sát ý. Thiên phú của Lăng Hàn ở trong nhiều vương giả có thể bài danh thứ hai, điều này làm cho hắn có chút dao động, có nên bỏ qua thù hận với Lăng Hàn hay không? Nhưng mối thù giết đệ ở trong lòng sôi trào, hắn vẫn không bỏ xuống được. Vậy thì chờ hắn có đầy đủ tự tin, lại giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi sát khí sinh sôi. Có cơ hội, hắn cũng phải giết chết Liễu Quân Thiên, miễn gây chuyện. Cùng Lăng Hàn có cửu oán cũng không chỉ Liễu Quân Thiên, còn có Nhiếp Thiên Thành, Đan Kinh Nghĩa, thậm chí còn có một chút người bởi vì loạn tinh nữ hoàng mà hận lên Lăng Hàn. Trong người quen biết của Lăng Hàn, vô diện qua ải, bái vào thánh nhân thứ ba, Dương Lâm qua ải, bái vào thánh nhân thứ bảy, nhưng vân nữ, nguyệt ảnh đều bị đào thải, chỉ có thể âm u rời đi. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đương nhiên qua ải, hai người quả nhiên không hổ là mặc chung một quần, đều bái vào cửu thanh thánh nhân. Không có bao nhiêu thời gian có thể cáo biệt, mọi người dồn dập lên đường, ngược lại sau này có nhiều thời gian ở chung. Minh tâm thánh nhân vung tay, cuốn lên trăm tên đệ tử, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, bọn họ liền tới phân viện thứ tám, cái này xây ở trong một tòa thanh sơn, cao không biết bao nhiêu, Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây mù phiêu miễu. Sự tình sinh hoạt thường ngày đương nhiên không cần làm phiền một vị thánh nhân, tự nhiên có một vị cường giả hằng hà cảnh xuất hiện, mang theo bọn họ đi tới một tiểu viện, sau đó ném ra một đống lệnh bài nói: "Mỗi người cầm một khối, có thể mở ra con số đối ứng, nó sau này chính là nơi ở của các ngươi. Ở trong nơi ở của các ngươi, có một thẻ ngọc, chỉ cần lật xem tư liệu trong đó, tự nhiên biết được các loại quy củ của vũ viện." Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng rời đi cường giả hằng hà cảnh đương nhiên rất bận. Đám người lăng hàn vừa định đi vào cửa lớn, đã thấy cửa lớn tự mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người, ngăn chặn cửa lớn. Một người cầm đầu quét mắt nhìn mọi người, diếu cợt nói. Lần này thu vào sao đều là chút phế vật nhỉ, phế vật có tư cách đi cửa lớn sao, đều từ lỗ chó leo qua cho ta. Hắn chỉ chỉ bên cạnh cửa lớn, quả nhiên có một lỗ chó. Các tân sinh vừa nhìn, làm sao không biết, đây là học sinh cũ ra oai phủ đầu cho bọn họ, Nam nhân chặn đường này, rõ ràng là cường giả hằng hà cảnh. Ở trong tinh xa vũ viện, có một truyền thống, chính là làm sư huynh sư tỷ phải cho sư đệ các sư muội mới nhập môn một cái ra oai phủ đầu. Bởi vì người có thể tiến vào nơi này đều là thiên kiêu một đời, chỉ ít cũng là cấp bậc vương giả. Vương giả có người nào không ngạo khí, bởi vậy, cần chèn ép một chút, để bọn họ biết núi cao còn có núi cao hơn. Ở trong tinh xa vũ viện tu luyện nhiều một triệu năm, khái niệm này nghĩa là gì? Hơn nữa, có chút sư huynh sư tỷ còn không chỉ tu luyện nhiều một triệu năm, khả năng 2 triệu năm, 5 triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm. chương 1565, Phản Kháng, người cầm đầu này gọi dịch cao ninh, chính là đệ tử 3 triệu năm trước tiến vào tinh xa vũ Việt, lúc trước cũng là một đời vương giả, chỉ là kém vô số năm tu luyện, ở thời điểm mới nhập môn tự nhiên bị tàn nhẫn sửa chữa một trận. 70 vạn năm trước hắn đột phá hằng hà cảnh, tự nhiên là tự tin tràn đầy, ngông cuồng tự đại các sư huynh sư tỷ lúc trước bắt nạt hắn có đã rời tinh xa vũ viện mà không hề rời đi. Thực lực so với hắn mạnh hơn, không trêu chọc nổi. Bởi vậy, hắn đem mục tiêu phóng tới trên người sư đệ, sư muội mới tới. Dạo ai phủ đầu cho người mới, đây là truyền thống. Dịch cao ninh chỉ vào lỗ chó, đây cũng không phải vừa mới đào, mà là tồn tại mấy trăm triệu năm, mỗi một tân sinh đều bị bức xuyên lỗ chó, mặc ngươi vương giả thì đã làm sao, ở trước mặt hàng hà cảnh căn bản không đỡ nổi một đòn dạ oai phủ đầu không chỉ là một cái lỗ chó kế tiếp còn có chờ đợi những học sinh mới này chính là một ngày cực kỳ dài khí thế của hằng hà cảnh rung động uy nghiêm đáng sợ cho dù vương giả thì đã làm sao trong lòng mỗi người đều run run nhưng có hai người ngoại lệ lăng hàn loạn tinh nữ hoàng bọn họ đều là tinh thần cực cảnh đỉnh cao lực lượng phá vào hằng hà cảnh mà sức chiến đấu thậm chí có thể ngang hàng tiểu cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao muốn lấy khí thế áp đảo bọn họ đổi thánh nhân đến đây đi. Hả, dịch cao ninh trừng mắt lên, khí thế nhất thời tăng vọt gấp trăm lần. Còn lo lắng làm gì, mau mau chui qua đi. Có một sư huynh nhảy ra ngoài, chỉ vào mọi người quát, thực lực của hắn hơi yếu một chút, chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn, phỏng trừng cũng không thể tu ra cực cảnh, nếu không chính là vương giả cấp 3, nhưng trước đó, ngay cả tinh xa vũ viện cũng không thu được một vương giả cấp 3A. Đừng nói vương giả cấp 3, ngay cả vương giả cấp 2 cũng thật ít ỏi. Bởi vậy người này hẳn là vương giả cấp 1, hơn nữa còn ở sơn hà cảnh tu gia. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chẳng lẽ muốn dịch sư huynh ra tay hay sao? Lại có người thúc giục, những người này lúc trước đều leo qua lỗ chó, nhận qua dần vật, bởi vậy tự nhiên có tâm lý trả thù mãnh liệt, chờ ngày này đến, có thể mang tất cả tủi nhục ném cho sư đệ sư muội đời kế tiếp. Dựa vào cái gì? Có sư đệ phản kháng. Đây chính là tinh xa vũ viện, các ngươi sao dám sằng bậy? Chuyện cười nếu biết đây là vũ viện, liền phải rõ ràng đây chính là nơi lấy võ vi tôn. Có sư huynh cười gần, không muốn mỗi ngày chịu đòn, liền ngoan ngoãn leo qua lỗ chó, bằng không, chờ đợi các ngươi, so với cái này còn muốn tàn khốc hơn nhiều. Quên đi, kể cho các ngươi một cố sự, hắn nói, các đời tân sinh đương nhiên không thể mỗi người đều lựa chọn khuất phục, có người phản kháng, nhưng bị chân áp, không thể không luồn cúi, còn có người lựa chọn chạy trốn, cầu viện về phía lão sư của học viện. Nhưng cái này vô dụng, trong học sinh cũng không thiếu cường giả hằng hà cảnh, thậm chí có tồn tại đại cực vị, đại viên mãn, lão sư thì đã làm sao, có thể chống đỡ sao? Người cầu viện liền thảm, vừa ra khỏi cửa liền bị lột hết quần áo, cuối cùng khuất nhục mà leo qua lỗ chó, theo quy tắc mà đến, lúc này mới xong việc. Đây là truyền thống, không có một người có thể ngoại lệ. Coi như mấy vị nhân vật hiện tại cao cao tại thượng ở trong học viện, lúc trước cũng là như thế. Sau khi nghe xong, các phương giả trẻ tuổi giao động bọn họ nghe được mấy cái tên, đều là nhân vật vang dội, truyền thuyết chí ít là hằng hà cảnh đại cực vị, nhưng khi đều giống như bọn hắn, bị ép tiến vào lỗ chó. Nhưng hiện tại, bọn họ cao cao tại thượng, chính là bá chủ trong học sinh, ngay cả lão sư cũng không dám trêu. Bỏ đi, đây là truyền thống, các phương giả đều cúi đầu lâu cao quý, lục tục từ lỗ chó bỏ qua, nhưng cái này không phải kết thúc, trò hay mới chỉ mới đầu. Nhưng nếu đã cúi đầu một lần, thả xuống lòng tự ái, kế tiếp ý chí phản kháng của bọn họ sẽ càng ngày càng yếu. Những học sinh cũ kia nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ chỉ trò trò, có là biểu hiện cảm khái, từ trên người những học sinh mới này nhìn thấy bóng dáng của mình lúc trước. Có điều, bọn họ cuối cùng từ vợ nhỏ thành mẹ chồng, đổi thành bọn họ đi ức hiếp tân sinh. Một trăm người mà thôi, coi như động tác lại chậm, toàn bộ chui qua lỗ chó lại cần bao lâu. Hừm, ba người các ngươi còn lo lắng cái gì? Một sư huynh nhìn về phía ba người lăng hàn, những người khác đều xếp hàng trước lỗ chó, còn có bảy tám cái không có chui qua, nhưng ba người này bình tĩnh rào rạt, thật giống như việc không liên quan tới mình, tựa như đang xem kịch. Lo lắng cái gì chứ? Lăng hàn cười hỏi ngược lại, lại đây xếp hàng, chui lỗ chó. Người sư huynh kia lớn tiếng kêu lên, xuyên lỗ chó cũng không biết sao. Những sư huynh khác cười vui vẻ nói, nhìn vương giả chịu nhục, trong lòng bọn họ có một loại vui vẻ không tên đây cũng là một trong mấy nguyên nhân mà truyền thống này đời đời kế thừa vẫn không có vứt bỏ đi thật là không biết không bằng mấy vị sư huynh làm mẫu một lần đi ngược lại các người có kinh nghiệm a à. lang hàn cười khanh khách không nhìn ra có tức giận gì hí câu nói này vừa ra hết thảy sư huynh đều nổi giận hết chuyện để nói sao lúc trước bọn họ chịu nhục đây là bóng tối trong lòng bọn hắn chỉ có thông qua trở thành người bắt nạt mới có thể rửa đi khuất nhục nhưng bất kể như thế nào cái này đều là một đoạn lịch sử không sung sướng gì ngươi lại dám đề cập ở ngay trước mặt bọn họ thích ăn đòn một sư huynh đi ra nói mỗi lần đều không thiếu loại cứng đầu xem ra học sinh mới khóa này chính là ba người các ngươi ánh mắt hắn đảo qua nhưng đứng ở trên người loạn tinh nữ hoàng miệng không khỏi mở ra trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm mãnh liệt cái này phong tình quá say lòng người cho dù không nhìn thấy dung nhan trái tim của hắn vẫn không hăng hái đập mạnh oành oành nhanh đến mức tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Sư phụ, ta đến, cửu yêu đi lên trước một bước, trước ở trong trầm uyên cốc hắn không có cơ hội cùng cường giả giao thủ, đang ngứa tay đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật gù nói, được, cửu yêu đạt được chỗ tốt của Thái Dương Thạch, tu vi bước vào tinh thần cảnh tiểu cực vị trung kỳ, mà đối phương cũng chỉ là tinh thần tiểu cực vị, cho dù là đỉnh cao, Lăng Hàn tin tưởng lấy thực lực của cửu yêu cũng sẽ không lỗ. Trường 1566 cứng đầu, đến chiến, cửu yêu cháy lên chiến ý hừng hực, hắn ngược lại muốn xem xem, đệ tử của tinh xa vũ viện mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu sư đệ, ngày hôm nay sư huynh liền chỉ điểm ngươi một chút, coi như đều là vương giả, tranh lệch lại có thể đạt đến trình độ nào. Người sư huynh kia cả người run lên, dưới chân chảy ra sương mù màu đen, bao trùm hắn cùng cửu yêu vào. Đây là một môn tuyệt học của hắn, dưới khói đen bao phủ, có thể che đậy tầm mắt cùng cảm ứng, bởi vậy, 10 phần sức chiến đấu của đối phương ít nhất cũng ít đi 5-6 phần 10 vù trong hắc vụ bỗng nhiên có hào quang mãnh liệt phảng phất như một vầng mặt trời trong nháy mắt xua tan khói đen thái dương thể lần này lăng hàn trèo lên đỉnh trầm uyên cốc được tạo hóa to lớn nhất nhưng hắn ăn thịt những người khác cũng uống được canh dính mưa móc người sông lên giai đoạn thứ hai đều hấp thu được một ít tinh hoa của thái dương thạch tu vi tinh tiến còn được thái dương thể cùng thái dương thể đại thành của lăng hàn là không thể so sánh nhưng này chỉ là thần giới mà thôi một chút xíu lực lượng của tiên vực đã đủ trâu bò rồi. Cửu yêu như ánh sáng thái dương bắn ra bốn phía, xua tan khói đen. Cái gì? Hơn 10 sư huynh đều kinh ngạc thốt lên, đây là công pháp gì, có thể xua tan cực giả ám vụ của phục sư đệ. Tại sao ta có loại cảm giác con mắt cũng không mở ra được? Có người biến sắc, thần thức của ta cũng không cảm giác được bất kỳ động tĩnh trong ánh sáng. Có người càng thêm giật mình, cực giả ám vụ chính là tuyệt học của viện thứ 8, bởi vì minh tâm thánh nhân lấy trận nhập đạo tuyệt học này tự nhiên cũng dùng đến trận pháp, chỉ là không cần mắt trận, mà lấy thân làm trận. Người, trận kết hợp lại, uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải võ giả cùng cảnh giới có thể phá. Nhưng mà, làm sao liền mất linh cơ chứ? Cửu yêu đột tiến, hắn đấm ra một quyền, dã man thô bạo. Cái này có chút mạo hiểm, trừ khi có thể phách biến thái như lăng hàn, bình thường không ai sẽ sẵn lòng thiếp thân cận chiến, bởi vì điều này cũng dễ dàng để cho mình trúng chiêu. Đặc biệt là thần binh, bị chém trúng một cái, sát khí vào thể, lực phá hoại quá to lớn. Nhưng hiện tại không giống, sư huynh kia bị ánh sáng của thái dương thể che đậy, trong tầm nhìn tất cả đều là một mảnh minh mông, thần thức cũng bị nhiễu loạn, chính là một người mù. Vì lẽ đó, cửu yêu mới dám đột tiến, vị sư huynh kia kinh hãi, nhưng lâu dài hình thành kinh nghiệm chiến đấu để hắn lập tức bắn người trở ra, muốn thoát ly khu vực ánh sáng của cửu yêu. Đây là sách lược ứng đối rất tốt, nhưng hắn lùi, cửu yêu lại tiến vào, thật chặt kề cận hắn. Một cái lùi, một cái tiến vào tốc độ đều cực nhanh người sư huynh kia càng ngày càng hoảng sợ bất luận hắn lùi làm sao bốn phía đều là ánh sáng trói mắt cái gì cũng không nhìn thấy điều này làm cho hắn sợ hãi thứ không biết vĩnh viễn sẽ khiến người sợ hãi ầm um, vừa hoảng hốt tự nhiên mất trật tự dưới chân hơi chậm nắm đấm của cửu yêu đã đánh tới đùng cả người hắn bay ngang ra ngoài rốt cục bay ra khu vực ánh sáng bao phủ đùng một cái hắn rơi trên mặt đất chỉ cảm thấy trong miệng có chút tanh, miệng phun ra ba cái răng gãy cùng máu tươi. Cửu yêu thu hồi thái dương thể, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không có sử dụng lực lượng huyết mạch của mình, chỉ vận chuyển thể chất mới liền ung dung đánh bại một vương giả cùng cảnh giới. Đây chính là bảo thạch của tiên vực, có thể xúc tích ra cửu thiên hỏa tổ hỏa, coi như cửu yêu chỉ được một chút xíu chỗ tốt, nhưng đặt ở thần giới còn chưa đủ châu bò sao. Các sư huynh đều khiếp sợ, mà các vương giả trẻ tuổi vẫn không có leo qua lỗ chó thì đều dồn dập đứng lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người cửu yêu, lăng hàn. Đây là người can đảm phản kháng, tuy bọn họ nhất định sẽ thất bại, nhưng chỉ là ý chí như vậy đã đáng giá khâm phục. Hừ, quả nhiên là cứng đầu, có chút bản lĩnh. Ánh mắt của dịch cao ninh uy nghiêm đáng sợ, nhưng không có chút ý nghĩa nào, chỉ để các ngươi ăn nhiều một điểm vị đắng mà thôi. Cửu yêu lắc lắc ngón tay nói, còn có ai, đánh nhau cùng cấp, đến bao nhiêu ta đều đỡ lấy. Thậm chí, trung cực vị đại cực vị cũng cứ việc phóng ngựa lại đây hắn hiện tại trên người có hai loại thể chất đều cực kỳ cường hãn để hắn dũng khí tăng nhiều bị hào khí của hắn khiếp sợ một đám sư huynh không người dám ứng chiến hư tinh thần cảnh nho nhỏ ta một ngón tay liền có thể nghiền ép dịch cao ninh xem thường nói ngươi không nên quên cái này không phải luận bàn là nghi thức hoan nghênh cho các ngươi nếu ngươi không nghe lời trước từ ngươi khai đao hắn đưa tay chộp tới cửu yêu tìm tòi liền biến thành một móng vuốt khô gầy, không nhìn thấy là cái giống gì, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như hàn thiết, phảng phất như thần thiết tạo nên, cực kỳ đáng sợ. Càng kinh người chính là khí thế của hằng hà cảnh, không cần hết sức lưu truyền, chỉ tản mát ra một tia cũng có thể trấn áp chúng sinh. Cửu yêu, coi như cường đại hơn một vạn lần cũng không thể ngang hàng. Loạn tinh nữ hoàng muốn ra tay, nhưng lăng hàn vươn tay trái ra ngăn cản, sau đó tay phải đẩy ra, nghênh tiếp về phía móng vuốt. Không tự lượng sức, dịch cao ninh cười gần hắn là hàng hà cảnh, tuy 70 vạn năm trước mới lên cấp, hiện tại chỉ là tiểu cực vị hậu kỳ, nhưng coi như là tinh thần cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ có lực lượng của tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi. Nhưng lẽ nào hắn không phải thiên tài sao? ưu thế hai tinh lại thêm bản thân hắn là thiên tài ngô tinh, dưới trồng chất, hắn nắm giữ dòng giã bảy tinh ưu thế, nếu không thể thắng, hắn đi chết được rồi. Lăng Hàn hời hợt vung tay lên, móng vuốt kia lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, như hạt cát theo gió mà đi vẫn không có vỗ tới phụ cận, móng vuốt này liền hoàn toàn biến mất. Tuế Nguyệt Thiên Thu, Lăng Hàn ở chỗ hồ vũ được công pháp hoàn chỉnh của Tuế Nguyệt Như Ca, cái này không phải ký ức trong huyết mạch của Đinh Tử chân Người Đinh ra đều là từ trong huyết mạch được Tuế Nguyệt Thiên Thu truyền thừa, có mạnh mẽ, có nhỏ yếu, hoàn toàn giới hạn ở huyết mạch. Bởi vậy, Lăng Hàn nắm giữ Tuế Nguyệt Thiên Thu liền bị bản thân Đinh Tử chân hạn chế, mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua hắn, ít nhất cũng phải chờ hắn bước vào trảm trần cảnh, lại đi nghiên cứu lực lượng thời gian chương 1567, lại đánh không lại. Nhưng mà, được tuế nguyệt như ca, 10 năm bế quan, lăng hàn há có thể không có tiến bộ. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, ngay cả dịch cao ninh cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường A, vương giả hằng hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, cái này không phải tuyệt đối nghiền ép tinh thần cực cảnh sao? Mà bảy người vẫn không có chui qua lỗ cho kia lại cảm khái không thôi, chẳng trách Lăng Hàn có thể ghi tên tân sinh thứ hai, đây chính là thực lực. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu như đổi thành cổ đạo nhất ở đây, có thể hung hăng như vậy sao? Lăng Hàn thu tay về, lạnh nhạt nói, đồ đệ của ta, không cần ngươi đến vung tay múa chân, thời điểm nên dạy ta tự nhiên sẽ quản giáo. Ánh mắt của dịch cao ninh lập lè, hắn đang do dự, có nên cùng Lăng Hàn chết cắn hay không? Nhưng bị một người mới bước lui, sau này hắn còn có mặt mũi trộn lẫn sao? Dạo oai phủ đầu cho người mới, đây là truyền thống, nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này, phỏng chừng mấy vị vương giả trong vũ viện kia chắc chắn sẽ không tha hắn. Trong lòng hắn không khỏi chửi má nó, làm sao lại chạy ra một quái thai như vậy chứ? Minh tâm thánh nhân ở trong chín thánh cũng không lấy sức chiến đấu bản thân xương danh, mà là lấy trận pháp tăng trưởng, năm rồi cũng không có vương giả đỉnh cấp bái vào viện thứ 8, bởi vậy hắn yên tâm lớn mật. Nhưng ai biết hắn lại xui xẻo như vậy, một mực để hắn đụng tới một gia hỏa khủng bố như thế. Hắn con mẹ nó, người gần đáp nào sai rồi tại sao lại chạy tới đây hại lão tử người biết không dịch cao ninh không dám coi thường lăng hàn trầm giọng nói vị sư đệ này xưng hô như thế nào lăng hàn lăng hàn lạnh nhạt nói luận bàn một hồi được chứ dịch cao ninh không dám nói mạnh miệng gì hắn thực không có chút tự tin nào đối thủ mạnh mẽ quá mức bình thường nếu như hắn biết lăng hàn chính là người thứ hai được khâm điểm lần này trong lòng sẽ hơi khá hơn một chút luận bàn lăng hàn không khỏi bật cười hắn lắc lắc đầu, luận bàn chân chính ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, đáng tiếc, các người cái này không phải luận bàn, rõ ràng là ra oai phủ đầu cho chúng ta. Đánh đi, ít nói phí lời, bại ở trong tay ta, phiền phức các người cũng ngoan ngoãn bỏ lỗ chó đi. Sắc mặt của dịch cao ninh không khỏi phẫn nộ, muốn hắn chui qua lỗ chó. Hắn là cường giả hằng hà cảnh A, coi như là ở một đồ tinh, có mười thánh tọa chấn, nhưng hằng hà cảnh vẫn như cũ có thể xưng một tiếng cường giả, người người đều kính nể. Ngươi lại để một cường giả hằng hà cảnh chui qua lỗ chó, đây là muốn lật trời sao? Ta đã thấy rất nhiều người gan to bằng trời, nhưng như ngươi. Dịch cao ninh lắc lắc đầu, Lăng sư đệ, người xác thực thiên tư phi phàm, nhưng cần phải biết rằng, nơi này là tinh xa vũ viện, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Lăng hàn cười to, có vẻ cực kỳ làm càn, đó là bởi vì, các ngươi không có gặp phải ta. Câu nói này, hắn nói tới hào khí ngất trời, cả người tỏa ra thần thái kinh người, khiến lòng người thuyết phục dịch cao ninh cũng bị phong thái của hắn lay động sửng sốt một chút sau đó sắc mặt khó coi nói vậy thì chiến một trận trong lòng hắn hối hận làm sao dẫn dắt việc xấu như vậy sớm biết có người mới khó chơi như vậy hắn tranh thủ tích cực làm gì hiện tại được rồi không chỉ gặp phải cứng đầu hơn nữa cái cứng đầu này còn mạnh mẽ đến gần như yêu nghiệt thiên chu đảo hắn vỗ thân thể một cái vù có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn lại có quan điểm lấp lóe sáng cực kỳ rừng rực đây là mắt trận Minh tâm thánh nhân lấy trận nhập đạo, càng lấy thân làm trận, cả người mỗi một khối xương đều là mắt trận, bản thân chính là một đại sát trận. Bốn phía dịch cao ninh, có từng thanh đao màu vàng hiện lên, sát khí sôi trào, sông thẳng cửu tiêu. Lăng hàn nhìn, trong lòng không khỏi có một suy đoán. Ở Hằng thiên đại lục, mã đa bảo chính là trời sinh sát trận, trong cơ thể là ấn đệ nhất sát trận, ngoài ra còn có đệ tam sát trận, tương tự cũng là một người. Lẽ nào, đây không phải tác phẩm của trời cao, mà đồng dạng là vì huyết mạch truyền thừa. Nhìn dịch cao ninh, chỉ cần đủ mạnh, trên xương lạc ấn xuống trận văn liền có thể truyền thừa cho đời sau, tự nhiên không thể hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần lưu giữ tí tẹo, vậy phóng tới tiểu thế giới, đủ đề xưng là đệ nhất sát trận, đệ nhị sát trận rồi. Trước hắn liền biết, hết thảy huyết mạch kỳ thực đều là một vị tổ tiên mạnh mẽ ngưng tụ pháp môn ở trong cơ thể, lúc này mới có thể đời đời kế thừa, vậy trận đạo vì sao không được. Vù, ngay thời điểm hắn nghĩ, Dịch Cao Ninh đã ra tay, mấy trăm đạo kim đao bắn nhanh mà tới. Lăng Hàn hung hăng đột tiến, hoàn toàn không nói đạo lý. Ngươi muốn chết sao? Dịch Cao Ninh không khỏi cười gần, hắn thừa nhận thủ đoạn vừa nãy của Lăng Hàn cực kỳ kinh người, lấy phương thức hắn không thể lý giải hóa giải một đòn của hắn. Nhưng vừa nãy hắn chỉ là tiện tay mà làm, hiện tại là toàn lực ứng phó, mà ngươi lại đụng vào, không phải muốn chết là cái gì. Tác thành ngươi, dịch cao ninh thúc đẩy trận pháp, hòa vào sức chiến đấu của bản thân, thôi phát đến cực hạn, đánh về phía Lăng Hàn. Hắn đương nhiên sẽ không giết người, ra oai phủ đầu là ra oai phủ đầu, gây ra án mạng, vậy tuyệt đối là lấy mạng đổi mạng, bất luận người nào cũng đừng hòng ngoại lệ. Thế nhưng, Lăng Hàn không thể thiếu sẽ xương đứt từng khúc, vết thương đầy rẫy. Kim đao tập kích đến, len keng len keng, phát ra thanh âm giòn giã, thật giống như này không phải nguyên lực, linh khí ngưng tụ, mà là thần binh chân chính. Nhưng vậy thì như thế nào, Kim đao đánh vào trên người Lăng Hàn lại bị dồn dập bắn bay, thật giống như này cũng không phải cường giả hằng hà cảnh ra tay, mà là tùy tiện a miêu a à cầu gì đó. Sao có thể có chuyện đó? Dịch Cao Ninh không thể nào tiếp thu được, người con mẹ nó mặc bảo y phòng ngự gì a, à? làm sao có khả năng biến thái như vậy, ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng có thể dễ dàng chịu đựng như thế. Nhưng hắn nhìn rõ ràng a, à, trên người Lăng Hàn không có bất kỳ thần văn phát sáng, nếu như bảo y, này tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy lẽ nào là thể phách của tên này? Hí, chương 1568, ngã khuôn máu thượng. Không sai, hiện tại thể phách của Lăng Hàn đã vượt qua thần thiết cấp 13, nhưng chỉ là như vậy, vẫn chưa đủ lấy hoàn toàn đối kháng một vị vương giả hằng hà cảnh tiểu cực vị, then chốt là hắn còn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, để phòng ngự của hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến mức độ kinh người. Ngay cả một đòn của thánh nhân hắn cũng có thể nhận. Đã như vậy, dịch cao ninh lại coi là gì chứ? Sau một đòn mạnh nhất, tất nhiên là một khắc phòng người yếu kém nhất. Oanh, lang hàn đấm ra một quyền, nện ở trên mặt của dịch cao ninh, cái tên này nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào trên cửa chính, sau đó lại phản chấn trở về, tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất. Tình cảnh này, nhìn mà tất cả mọi người đều nhe răng. Tân sinh khóa này là muốn nghịch thiên rồi sao? Dịch cao ninh có mạnh hay không? Không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng hắn bị lang hàn một đòn đánh bại. Kỳ thực, nếu dịch cao ninh sớm chuẩn bị, vậy cùng Lăng Hàn triển khai kịch đấu, coi như Lăng Hàn có thể thắng, nhưng phải đến trăm chiêu, ngàn chiêu, thậm chí vạn chiêu, ai bảo hắn căn bản không biết thể phách của Lăng Hàn biến thái như vậy, cứng đối cứng một phát, hắn nhất thời bị thiệt lớn. Được, bảy người mới kia vỗ tay, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỗ chó, đường đường vương giả, há nguyện nhận khuất nhục như vậy. Bởi vậy, hiện tại Lăng Hàn phấn khởi phản kích, hơn nữa còn chiếm thượng phong, không khỏi để bọn họ hưng phấn. Cho dù cuối cùng có học sinh cũ càng mạnh hơn đứng ra, bắt bọn họ cúi đầu chui qua lỗ chó, bọn họ cũng không đáng kể. Bọn họ phản kháng, còn một lần đánh mặt của học sinh cũ. Dịch cao ninh chậm rãi bỏ dậy, trong nháy mắt bị lăng hàn oanh chúng hắn đã lấy nguyên lực bảo vệ ở trên mặt, bởi vậy, tuy hắn bị đánh bay, nhưng bị thương cũng không phải rất nặng. Dù sao hắn là hàng hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, hơn nữa còn là một vị vương giả. Hắn đỏ cả mặt, lại bại bởi một tân nhân, mà trong đôi mắt thì lóe lên lửa giận cùng mù mịt ở trước mặt mọi người bị đánh mặt vô cùng nhục nhã a à. thù này không báo sau này hắn còn làm sao gặp người bọn ngươi chờ nhưng dịch cao ninh không có lựa chọn cùng lăng hàn chết cắn chỉ lo lại tự rước lấy nhục hắn muốn đi mời học sinh cố càng mạnh hơn đứng ra chấn áp lăng hàn quy củ chính là quy củ đừng nói lăng hàn ngay cả mấy vị thánh nhân hiện tại lúc trước không phải cũng bỏ lỗ cho tới sao lăng hàn đừng hòng mở tiền lệ đây là đang đối địch cùng toàn bộ tinh xa vũ viện, nhất định phải bại. Hừ, vậy thì muốn đi, Lăng Hàn cười gần, đùa giỡn, ta không trêu ai chọc ai, ngươi lại muốn ta bỏ lỗ chó, đánh không lại phủi mông một cái muốn rời đi, có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại ta hay sao? Dịch cao ninh không khỏi bật cười, không phải nghĩ, mà là sẽ, Lăng Hàn đằng đằng sát khí, vừa nãy ta đã nói, không đánh lại ta, liền ngoan ngoãn chui qua lỗ chó đi. Nằm mơ, Dịch cao ninh cười gần, trong lịch sử không thiếu cứng đầu, cũng có hạng người thiên tư tuyệt diễm, nhưng đến cùng còn không phải bị những học sinh cũ chân áp sao. Hết cách rồi, tu vi tranh lệch nhiều như vậy, làm sao có khả năng ngang hàng. Hằng ha cảnh tiểu cực vị chân áp không được ngươi, vậy chung cực vị. Đại cực vị, đại viên mãn thì sao? Dịch cao ninh quyết định không để ý tới lăng hàn, hắn đánh với lăng hàn một chút nắm chặt cũng không có, vẫn là đi gọi viện binh tốt. Hắn xoay người rời đi, nhưng chân mới vừa nhấc, một luồng sát ý đáng sợ đã khóa chặt hắn chỉ cần chân hắn hạ xuống sẽ vô tình chém qua để hắn chết không có chỗ trôn đây chỉ là một loại cảm giác nhưng cường giả như bọn họ lại cực kỳ tin tưởng trực giác một cước này nếu như giẫm xuống dưới khí thế xúc động hắn sẽ đưa tới công kích mưa to gió lớn của đối phương chỉ là dịch cao ninh có chút kỳ quái bởi vì cái sát ý này có chút không giống hắn lấy tốc độ thật chậm chuyển thân chỉ lo động tác lớn sẽ gợi ra đối phương hung hãn ra tay chờ hoàn toàn xoay người lại dịch cao ninh kinh ngạc phát hiện, lấy sát ý khóa mình lại không phải lăng hàn. Là nữ tử trên mặt che lụa trắng kia, phong hoa tuyệt đại, cao quý, khí phách, như một vị nữ đế. Hắn cực kỳ khiếp sợ, sát ý này vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ bởi vậy có thể thấy được cô gái này tất nhiên nắm giữ thực lực đáng sợ, nhưng nữ tử này cũng chỉ là tinh thần cảnh mà thôi. Đó là một vị vương giả tinh thần cực cảnh đỉnh cao, bằng không tuyệt đối không thể cho hắn lực áp bách đáng sợ như thế. Hắn muốn điên rồi hắn con mẹ nó là gặp vận rủi gì a à, mỗi người đều chuyên nghiên cứu trận đạo làm sao lại chạy đến hai vị vương giả đỉnh cấp ánh mắt của loạn tinh nữ hoàng uy nghiêm đáng sợ lại muốn nàng cùng lăng hàn bò lỗ chó lấy sự kiêu ngạo của nàng lại há có thể không giận chấm phải bằng ngươi làm vạn đoạn lấy cho chó hoang ăn nữ hoàng đại nhân cả giận nói chỉ là mị lực của nàng thực quá lớn cho dù nói ra lời uy nghiêm đáng sợ như vậy nhưng vẫn không có để một người lòng sinh phản cảm chỉ cảm thấy khí phách tiểu cô nương bản tọa chỉ thích ăn chay, đại hắc cẩu không biết từ nơi nào nhô ra, ngươi không nên nói xấu cẩu ra." Lăng Hàn cười ha ha, "con chó hoang này chỉ ăn chay." Quỷ mới tin, nếu như gặp phải tuyệt thế đại dược, nó có thể ăn chay, nhưng ở lúc bình thường khẳng định chính là kẻ tham ăn, sống nguội không kiêng a. Đối với đại hắc cầu suốt quỷ nhập thần, Lăng Hàn ngược lại không có gì kỳ quái. Hoặc là chui qua lỗ chó, hoặc bị đánh, ngươi chọn đi." Lăng Hàn vuốt vuốt tay áo, bày ra một bộ tư thế muốn cùng loạn tinh nữ hoàng liên thủ. Chó, lỗ chó, đại hắc cầu nhảy lại, nhìn thấy bên cạnh cửa lớn quả nhiên có một cái lỗ chó, không khỏi nổi giận. Các ngươi những thằng nhóc con này, lại dám ô nhục bản tọa. Cầu ra cắn chết các ngươi, nó đúng là dẫn đầu vọt ra, cắn tới cái mông của dịch cao ninh. Đáng thương dịch cao ninh căn bản không dám động, hắn đã bị khí thế của lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng khóa chặt, nếu như động, tất nhiên sẽ gặp đến hai người lôi đình thống kích. Cái này, Hắn không dám mạo hiểm, ở hắn nghĩ đến, một đại hắc cầu có thể có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là có chút quái lạ, lại mang một cái quần lót sắt, hoàn toàn chính là thằng hề mà thôi. Bởi vậy, hắn chỉ vận chuyển nguyên lực ở quanh người hình thành một tấm chắn. Chương 1569, ngã khuôn máu hạ. Lăng Hàn thở dài, tùy đại hắc cầu hèn hạ đến tận xương, nhưng nếu ai dám coi thường nó, vậy nhất định phải gặp vận rủi lớn. Không, là tai nạn đổ máu. Vù. Đại hắc cầu thần kỳ đột phá tấm chắn nguyên lực của dịch cao ninh, phần phật, liền tàn nhẫn cắn cái mông của hắn. a à, cả người dịch cao ninh cung lại, đau nhức kéo tới, hắn cũng không rảnh tính toán động tác quá lớn sẽ khiến cho lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng phản kích, hai tay vội vã bảo vệ cái mông, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dám to gan ô nhục bản tỏa, xem cầu ra không cắn cái mông của người thành ba mảnh. Đại hắc cầu liều mạng cắn, hồng hộc, máu tươi từ trong miệng nó không ngừng chảy ra. Nhả ra, nhanh nhả ra dịch cao ninh nhe răng nói thực sự là quá đau trên cái mông lại không có xương cái cắn này thật đúng là chặt chẽ vững vàng đau đến xót ruột a à. hắn thực không chịu được nhanh chân liền chạy muốn bỏ rơi đại hắc cẩu nhưng đại hắc cẩu ở phương diện này ý chí là vô cùng kiên định xác định cắn chết không buông tha nhất định phải cắn rơi thịt của dịch cao ninh chó hoang này ở một bên còn nói mát kẻ xấu xí tại sao cái mông của ngươi thúi như vậy đã bao nhiêu ngày không tắm phi 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 cầu ra thực sự là gặp vận đen tám đời, lại gặp phải hàng lừa bịp như ngươi. Nghe nói như thế, dịch cao ninh thực sự là huyết cũng sắp nôn đi ra, là hắn đổ máu có được hay không, lại bị một con chó điên cắn. Mọi người thấy vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đường đường cường giả hằng hà cảnh lại bị một đại hắc cầu cắn mông chạy, mà con đại hắc cầu này lại còn mặc một cái quần lốt sắt, khung cảnh này nghĩ như thế nào cũng quá hoang đường. Chó hoang, ta giết ngươi. Dịch cao ninh không thoát được đại hắc cẩu, không thể làm gì khác hơn là động thủ, xương cả người phát quang, mặt trên khắc trận văn, mỗi một cái xương chính là một mắt trận, tu vi của hắn càng cao, có thể khắc xuống trận văn liền càng cao, uy lực càng lớn. Vô số kim đao chém ra, muốn chặt đại hắc cẩu thành thịt nát. Nhưng thể phách của đại hắc cẩu cũng mạnh mẽ đến lạ kỳ, những kim đao này chém tới càng không có hiệu quả chút nào, ngay cả lông cũng không có chém xuống. Đại hắc cẩu rào rạt đắc ý, một bên cắn đến gắt gao, nhưng một bên lại còn có thể nói chuyện, còn nói rất độc. Muốn tổn thương cậu ra nhà ngươi, còn kém xa lắm. Nhân loại ngu xuẩn, ngoan ngoãn làm thú cưỡi cho bản tọa đi. Dịch cao ninh vô cùng phẫn nộ, hắn có thể chiến bại, nhưng bị một con đại hắc cầu thu làm vật cưỡi, sau này hắn thật không còn mặt mũi gặp người A. Ta cùng ngươi liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên cắn răng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, có ba phần mười tóc lập tức trở nên sám trắng khô héo nhưng khí thế của hắn lại tăng lên rất nhiều đây tuyệt đối là bước vào chung cực vị oanh hắn nổ ra một trường vỗ lên người đại hắc cẩu uy lực của đòn đánh này quá to lớn đại hắc cẩu nhất thời bị trấn bay ra ngoài nhưng sẹt sẹt một tiếng lại mạnh mẽ mang đi một tảng thịt lớn trên cái mông của hắn quần của hắn phá một cái lỗ thủng to có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mông rõ ràng nhưng thiếu một khối thịt máu tươi dâng lên nhiễm ướt cả quần bởi vì cái mông bên trái ít đi khối thịt bị mạnh mẽ chia làm hai lại thêm cái mông bên phải, quả nhiên như đại hắc cầu nói, thành ba mảnh. a à, nhưng đại hắc cầu lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Giết người, giết người, đau chết cầu ra a à. có ai không, có người điên đánh người lung tung. Cái này, tất cả mọi người là khóe miệng co giật, ngay cả lang hàn cũng có chút đồng tình dịch cao ninh. Còn đại hắc cầu kia khắp toàn thân căn bản không hề có một chút tổn thương, trái lại dịch cao ninh là bị cắn xuống một miếng thịt, ai thảm còn không rõ ràng sao. Nhưng con chó chết này không gọi trước dịch cao ninh, hơn nửa tiếng la rung trời, nếu không có tận mắt nhìn thấy, khẳng định cho rằng dịch cao ninh làm gì con chó hoang này. Điều này làm cho dịch cao ninh cũng quên đau, hắn ngơ ngác nhìn đại hắc cẩu, chỉ cảm thấy bình sinh gặp qua vô số người không biết xấu hổ, nhưng so với con đại hắc cẩu này, vậy mỗi một người đều chỉ là con cháu. Có sư huynh lạnh lợi xoay người bỏ chạy, nếu dịch cao ninh không có cách nào thoát thân, vậy hắn đi thông báo, lần này trong tân sinh thật sự có người nghịch thiên còn có một con đại hắc cầu tiện đến tận xương, nhưng hắn chỉ vừa xoay người, liền gặp một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, gắt gao chân áp. Lang Hàn cười nhạt, muốn đi có thể, tiến vào cánh cửa này, hắn chỉ vào lỗ chó, người khác làm sao với hắn, hắn sẽ đáp lễ y như vậy. Không, những sư huynh này cũng nghỉnh đầu, cái này sao có thể, bọn họ là sư huynh, không chỉ không thể hoàn thành truyền thống, ngược lại bị sư đệ mới tới ra oai phủ đầu, để bọn họ làm sao tiếp thu cái này không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Lăng Hàn ra tay, đùng đùng đùng, đánh gãy chân của những người này, buộc bọn họ tiến vào lỗ chó. Khi người thứ nhất chui vào, sau cửa lớn đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chuyển đến tiếng hoan hô như đại dương minh mông. Lăng Sư Huynh, Lăng Sư Huynh, Lăng Sư Huynh, mỗi người đều gọi tên của Lăng Hàn, kích động không thôi. Bọn họ người nào không phải vương giả, chưa từng nhận qua ủy khuất như thế. Nhưng tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì, một vị cường giả hằng hà cảnh đủ để chấn áp bọn họ. Hơn nữa, thế lực sau lưng bọn họ cũng không sử dụng được, tinh xa vũ viện là có 10 vị thánh nhân tọa chân A. Nhưng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, những người cao cao tại thượng kia liền bị đánh cho cúi đầu, giống bọn họ xuyên qua lỗ chó, cái này tự nhiên nhen lửa tâm tình của bọn họ, trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Thời khắc này, bọn họ nguyện vì lăng hàn quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết. Những sư huynh chui qua lỗ cho kia đỏ cả mặt, tràn ngập uất ức, ai bảo bọn họ chủ động khiêu khích chứ. Đương nhiên phải chịu đựng hậu quả xấu nên có. Đến ngươi, Lang Hàn nhìn về phía Dịch Cao Ninh, Dịch Cao Ninh cắn răng, hắn là tuyệt không thể quỳ, những người khác còn nói được, điều là tinh thần cảnh, vậy cùng cảnh giới chiến một trận thua cũng là thua. Nhưng hắn không giống, hắn là cường giả hằng hà cảnh, đại diện cho mặt mũi của những học sinh cũ. Chương 1570, dọa thảm, nếu như hắn leo qua lỗ chó, chẳng khác gì là đập hết thầy học sinh cũ một bạt tai, trách nhiệm như vậy, hắn không chịu nổi. Nếu quỳ Hắn chính là tội nhân thiên cổ trong học sinh cũ. Không, hắn sôi trào lên chiến ý, vừa nãy vì thoát khỏi đại hắc cầu, hắn thiêu đốt bản nguyên, lúc này lực lượng trong cơ thể như liệt diễm cháy hừng hực, sôi trào. Lại ép ta đến một bước này, các người phải trả giá thật lớn. Hắn hét lớn, thiêu đốt bản nguyên, ý nghĩa nếu không có thánh dược, hắn chỉ ít trong mấy trăm vạn năm tu vi khó có thể tiến thêm. Lần này hắn thực sự là thiệt thòi thảm, hắn hung hăng ra tay, muốn trấn áp Lam Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng ít nhất cũng phải vì mình hòa nhau mấy phần bộ mặt vợ cùng một chỗ đánh hắn lang hàn cười nói với loạn tinh nữ hoàng vâng nữ hoàng đại nhân ôn nhu gật đầu bình thường vương giả đỉnh cấp như bọn họ xem thường liên thủ vây công nhưng ai bảo dịch cao ninh là hằng hà cảnh chứ đừng nói hai người liên thủ dù một trăm người liên thủ cũng không có ai sẽ nói cái gì người gặp qua một trăm tinh thần cảnh liên thủ liền có thể bù đắp tranh lệch với hằng hà cảnh chưa chuyện cười lang hàn phát động thiên uy cho dù là dịch cao ninh thì đã làm sao, cũng bị tước đi hai tinh lực lượng. Hiện tại hắn bước vào tinh thần cực cảnh, chẳng khác gì là hằng hà cảnh khác loại, vậy đương nhiên phải bị hắn ảnh hưởng. Loạn tinh nữ hoàng thì xoay viên gạch đập tới, đây chính là thái sơ thạch, có thể hấp thu tất cả lực lượng, chỉ cần không đạt tới sáng thế cảnh, vậy chính là phòng ngự vô địch. Đùng đùng đùng, phù thê liên thủ, tắt biển đông cũng cạn A. Dù dịch cao ninh thiêu đốt bản nguyên, trong thời gian ngắn có tu vi hằng hà cảnh trung cực vị thì đã làm sao, trước tiên bị thiên uy tước đi hai tinh lực lượng lại bị tuế nguyệt thiên thu hủ hóa lực lượng thực sự chặn không xong này không phải còn có thái sơ thạch sao một đời vương giả về mặt cảnh giới chiếm cứ ưu thế rất lớn nhưng sao đấu không lại hai tên tinh thần cảnh còn bị ngược lại áp chế tất cả mọi người không thể tin được con mắt của mình cái này dường như mộng ảo a người mới khóa này không phải có chút mạnh mà là mạnh đến không biên giới a lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng liên thủ phối hợp cực kỳ ăn ý các loại tuyệt chiêu ra hết rất nhanh đã biến ưu thế thành thế thắng, bắt dịch cao ninh lại. Xác định không bỏ lỗ chó, Lăng Hàn hỏi, dịch cao ninh ngậm miệng thật chặt, hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu, thời khắc này hắn đại biểu không chỉ riêng mình. Tiểu Hắc, đến, Lăng Hàn vẫy tay, ai đang gọi cậu ra, đại Hắc cậu không biết từ nơi nào xông ra, đi chậm chậm lại đây, phát hiện là Lăng Hàn, nó đứng thẳng người lên, chắp hai tay, à không, hai chân sau lưng nói. Tiểu tử, người thật to gan, lại gọi cậu ra là Tiểu Hắc. Vậy đại hắc, lang hàn cười nói, là hắc gia, đại hắc cầu cải chính nói, sau đó vung vung móng vuốt. Tiểu tử, người gọi cầu ra làm gì, nghĩ một biện pháp, để người này chui qua chó. Chó muội muội ngươi, cái này là hang chuột, đại hắc cầu khó chịu kêu lên, đánh gãy lang hàn. Lang hàn không cho là ngang ngược, tiếp tục nói, để người này ngoan ngoãn chui qua đi, đại hắc cầu là hàng lừa bịp, cái loại sự tình hại người là nó thích nhất, hai mắt đều tỏa ánh sáng cái này bao ở trên người cầu ra a à, nhìn dáng dấp hưng phấn của nó thật giống như chạm đến điểm nào đó đầu lưỡi đưa ra ngoài nước miếng chảy đầm đìa dịch cao ninh vừa thấy không khỏi khắp cả người phát lạnh hắn đối với lăng hàn thật không sợ ngược lại đối phương không dám giết hắn hắn thành khẩn bình tĩnh hơn nữa chỉ cần dần dần tự nhiên có học sinh cố tới kiểm tra tình huống nguy cơ của hắn cũng hóa giải nhưng con đại hắc cầu này quá hèn hạ trời mới biết nó có ám chiêu gì để hắn không kìm lòng được mà run rẩy có thể dựa vào mấy câu nói liền để cường giả hằng hà cảnh run rẩy đại hắc cầu cũng đủ để tự kiêu ô ngươi run cái gì đang hãi sợ cầu ra sao ngươi thực sự là quá tổn thương trái tim của cầu ra nhìn nhân vật thiện lương như cầu ra dù trên đất có một con kiến cầu ra cũng không nỡ lòng dẫm chết trên đời này nếu cầu ra nói mình là người xấu vậy sẽ không có một người tốt đại hắc cầu tận tình khuyên nhủ nói lang hàn ở một bên vạch khuyết điểm nói ngươi đương nhiên không thể là người xấu ngươi vốn là một con chó a à. gâu có tin cầu ra cắn chết ngươi hay không đại hắc cầu uy hiếp nói lăng hàn nhún vai một cái nói nhanh nghĩ biện pháp đi phi nếu không phải ngươi đánh gãy cầu ra tiểu tử này đã sớm kinh sợ con người của đại hắc cầu đảo một vòng nhìn dịch cao ninh nói nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời cầu ra liền tìm một con lợn cái đến sau đó bỏ thuốc cho ngươi để ngươi ở đây lên con lợn cái kia phốc lăng hàn nhất thời phun ra ngoài còn đại hắc cầu này quả nhiên là hàng lừa bịp, quá ác, ám chiêu như vậy cũng nghĩ ra được. Dịch cao ninh không khỏi mồ hôi lạnh như mưa, thật muốn lên một con lợn cái, sau này hắn còn có mặt mũi ở lại tinh xa vũ viện sao. Người ta vừa nhìn thấy hắn, sẽ nhiệt tình bắt chuyện hắn một tiếng dũng sĩ cưới heo a. À. Bản tọa thay đổi chủ ý, đại hắc cầu đột nhiên lắc đầu, dịch cao ninh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân không còn khí lực, có một loại hư thoát khó chịu. Đại hắc cầu lại nói, nên tìm một con heo được đến, bạo hoa cúc của ngươi được rồi. Không, dịch cao ninh nhất thời kinh ngạc thốt lên, hình ảnh này hắn không cách nào tưởng tượng. Những người khác cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đây cũng quá độc đi, cưới heo đã đủ mất mặt, nhưng bị heo cưới, vậy thì càng thảm. Chó hoang, thật hèn hạ, hèn hạ đến tận xương tủy. Ta chui qua, ta chui qua lỗ chó, ý chí của dịch cao ninh sụp đổ, cái gì lỗ chó, người dám mắng cẩu ra, đại hắc cẩu giận dữ, một móng vuốt quất tới. Không được, cầu ra lại thay đổi chủ ý, trước để cho tên này lên 100 lợn cái, lại để 100 con heo được lên hắn 100 lần. Ta bò, ta bò, dịch cao ninh tim mật đều nứt, trước tiên luôn lợn cái 100 lần, lại bị heo được luôn 100 lần, đây là đãi ngộ người nhận được sao? Hắn chỉ lo lăng hàn không đáp ứng, cướp lao tới lỗ chó, cúi đầu chui qua, một bộ ngươi không cho ta chui qua ta cùng ngươi liều mạng, nhìn mà tất cả mọi người chố mắt, lúc nào bỏ lỗ chó cũng biến thành một việc đẹp như thế chương 1571, tiên tổ văn tâm. Lăng Hàn không khỏi liếc nhìn về phía đại hắc cầu nói. Người thật là lợi hại, lại để một cường giả hằng hà cảnh nghe tiếng đã sợ mất mật. Còn phải nói, cũng không nhìn một chút cầu ra là ai. Đại hắc cầu dương dương tự đắc, người đứng thẳng, duỗi ra chân trước muốn đi gãy mông, nhưng vuốt cho bắt được quần lót sắt, lại phát ra tiếng ma sát chói tai. Dừng lại, gầm lên giận dữ, chỉ thấy lại có vài tên học sinh cũ đến, bọn họ nhìn thấy dịch cao ninh muốn bỏ lỗ chó, mỗi người không khỏi nổi giận đùng đùng. Nếu bỏ qua, đại diện cho mặt của học sinh cũng bọn họ đều mất hết. Nhưng dịch cao ninh là bị đại hắc cẩu dọa sợ rồi. Trước tiên muốn luân lợn cái 100 lần, lại bị heo được luôn 100 lần. 100 lần A à 100 lần, trong đầu của hắn tất cả đều là ba chữ này, căn bản không có chú ý tới mấy tên học sinh cũ kia xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm sắc mặt tái nhợt, kiên quyết không rời mà chui qua lỗ chó. Dưới cái nhìn của hắn, cái này không phải lỗ chó, mà là đường núi hạnh phúc, bò ra địa ngục. Kha kha, đại hắc cầu thu móng vuốt, tràn ngập cảm giác thành công. Xác thực, có thể dọa một tên cường giả hằng hà cảnh đến phần này, trao đổi ai cũng đủ để tự kiêu. Chỉ là con đại hắc cầu kia quá tiện, nham hiểm muốn chết, phòng chừng sẽ không có ai khâm phục nó, chỉ có thể xem thường. Dịch cao ninh, vài tên học sinh cũng đồng thời giống to, thanh như lôi đình, như cảnh tình, muốn dịch cao ninh tỉnh lại. Đây quả thật là hữu dụng, Dịch cao ninh bị dọa bối rối, nhưng vài tiếng thét này để hắn giật mình tỉnh lại, động tác bò sát không khỏi ngừng lại, trên mặt đầu tiên là mờ mịt, sau đó đỏ rực như lửa, cuối cùng bi phẫn gần chết. Hắn một đời anh danh hủy diệt sạch A, à? nhưng then chốt là, lỗ chó này hắn vừa vặn bò đến một nửa, nửa người trên đi vào, nửa người dưới còn ở bên ngoài, dáng dấp hết sức buồn cười. Đại Hắc cầu cực kỳ xấu tính, từ trong không gian linh khí lấy ra một cây gậy, nhắm giữa mông của dịch cao ninh chọc vào. A à, dịch cao ninh phát ra một tiếng gào thảm thiết, cả người thật giống như bị kinh sợ, lập tức từ trong động thoát ra, có thể nhìn thấy, có một bồng máu tươi từ phía sau cái mông của hắn phun ra. Chuyện này, đường đường cường giả hằng hà cảnh, lại bị bạo cúc ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, ha 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 ha, đại hắc cầu cười đến nằm trên mặt đất, tứ chi múa tung trên không trung, quần lót sắt không ngừng đụng mặt đất, phát ra tiếng leng keng leng keng. Tất cả mọi người lắc đầu, lần này dịch cao ninh thực sự là mất hết thể diện, bất luận đám người lăng hàn cuối cùng chui qua lỗ chó hay không, hắn đều triệt để trở thành trò cười, thời điểm mọi người nói đến hắn đều sẽ nói, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, dịch cao ninh ở thời điểm chui qua lỗ chó bị bạo cúc, hơn nữa còn là nằm trên mặt đất, giơ cái mông, dọn xong tư thế. Dịch cao ninh lao nhanh, hắn không mặt mũi nào quay đầu lại, chỉ nhanh chân bỏ chạy, một đường lưu lại hai hàng nước mắt. Đáng chết, vài tên học sinh cũng đi nhanh tới, trên người có lửa giận thiêu đốt, hóa thành thực chất, trong đôi mắt cũng phun ra nộ diễm dài cả thước hằng hà cảnh hằng hà cảnh hằng hà cảnh toàn bộ đều là hằng hà cảnh tổng cộng có sáu người đây là trước có học sinh cũ leo qua lỗ chó chạy về gọi cứu binh cũng còn tốt sáu người này đều chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị nhưng có dòng dã sáu người chẳng lẽ còn chấn áp không được tinh thần cảnh sao bọn họ nguyên bản cũng không tin lấy khả năng của dịch cao ninh lại chấn áp không được mấy sư đệ sư muội tinh thần cảnh nhưng vừa nãy là tận mắt nhìn thấy dịch cao ninh bị bức ép chui qua lỗ cho A. À. Chỉ có ba cái cứng đầu, hơn nữa một người trong đó chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, cái này dĩ nhiên là bỏ qua, ở trong mắt bọn họ ngay cả cao thủ cũng không tính, một ánh mắt liền có thể đổ nát. Như vậy, chính là đôi nam nữ kia, lẽ nào trong tay bọn họ nắm giữ thánh khí mạnh mẽ, bằng không tinh thần cảnh làm sao đối kháng được hằng hà cảnh. Có điều, hiện tại bọn họ có sáu người liên thủ, cho dù đối phương có thánh khí thì đã làm sao, hai quyền khó địch bốn tay. Hừ, học viện có quy củ của học viện, không tuân quy củ, nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Có một tên học sinh cũ đứng dậy, hắn nhìn qua dáng dấp chỉ 30 tuổi, một đầu tóc bạc, trên trán mọc ra một cái sừng màu vàng, đầy mặt ngạo nhiên. Bản thể của hắn chính là yêu thú, nhưng huyết mạch cao quý, tự nhiên không coi ai ra gì. Quỳ xuống, loạn tinh nữ hoàng chỉ ngón tay, lấy tư thái càng thêm ngạo mạn đáp lại. Chỉ là nữ hoàng quá phong hoa tuyệt đại, cho dù ngạo mạn như thế cũng khiến người ta vui tai vui mắt, căn bản không có phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy nàng cá tính 10 phần, một cái nhíu mày một nụ cười, thậm chí giận dữ cũng đẹp không biên giới. Sư huynh tóc bạc sừng vàng cũng không khỏi bị mị lực của nữ hoàng khiếp sợ, lộ ra vẻ si mê, lúc này mới lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh lại. Người muốn ta quỳ xuống, thực là phản A, tân sinh khóa này thật muốn nghịch thiên sao. Loạn tinh nữ hoàng chẳng muốn trả lời, trực tiếp ra tay, phù, bốn viên tinh thần hiện lên, tỏa ra đại thế uy nghiêm đáng sợ, đây là uy thế thuộc về vương giả đỉnh cấp. Sư huynh tóc bạc không khỏi cười gần, người xác thực đẹp không biên giới, nhưng trung quy chỉ là tinh thần cảnh, cho dù tu đến cực cảnh đỉnh cao thì đã làm sao, hắn một tay liền có thể chấn áp. Hắn ra tay, vù, một vầng ngân hà hiện lên, đầy sao như mưa, không biết có bao nhiêu tinh thần ở trong đó chìm nổi. Cho nên nói, hằng hà cảnh đối với tinh thần cảnh chính là nghiền ép tuyệt đối. Loạn tinh nữ hoàng đương nhiên sẽ không liều mạng, tuy sức chiến đấu của nàng bước vào hàng hà cảnh, nhưng lực lượng cuối cùng là nhược điểm rất lớn xèo một viên gạch vỗ ra sư huynh tóc bạc sừng vàng một quyền oanh đến nhưng lực lượng bị viên gạch hoàn toàn hấp thu nữ hoàng đại nhân thuận thế vén lên đùng viên gạch liền vỗ vào trên mặt của hắn đánh bay ra ngoài năm tên học sinh cũ mới tới cũng khiếp sợ rõ ràng sức chiến đấu của loạn tinh nữ hoàng cũng không vượt quá tưởng tượng xa xa yếu hơn sư huynh tóc bạc sừng vàng vì sao lại bị một viên gạch quất bay cơ chứ đó là bảo khí gì cũng quá mạnh đi Sư huynh tóc bạc sừng vàng bị đánh bay vài chục trượng, liền ổn định thân hình, hắn dù sao cũng là cường giả hằng hà cảnh, chỉ là bị đánh một cái đột nhiên, lúc này mới sẽ trúng chiêu, cũng không phải là thực lực không tới. Chương 1572, Mị lực của nữ hoàng. Hắn giận dữ, sát khí hóa thành thực chất, cuồn cuộn mà động. Cho dù nữ hoàng đại nhân lại phong hoa tuyệt đại, hắn cũng nhẫn không được. Phốc, chỉ là mọi người nhìn thấy mặt của sư huynh tóc bạc sừng vàng thì không khỏi cười phun ra ngoài tiên tổ văn tâm, công trấn vạn cổ, trấn áp náo loạn, vĩnh minh hậu thế, có người đọc ra, đó là chữ trên mặt của sư huynh tóc bạc sừng vàng, nhưng lại in ngược. Thái sơ thạch là cái gì? Ngoại trừ hấp thu công kích ra, chính là cứng rắn, không có công dụng đặc biệt gì, bởi vậy bị thế lực lớn dùng để làm bia, ghi chép phí tích của một vị lão tổ. Ha 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 ha, mọi người không nhịn được cười thành một đoàn, bốn chữ tiên tổ văn tâm này là bắt mắt khổng lồ nhất. Có thể ngày hôm nay qua đi, sư huynh tóc bạc sừng vàng liền có thêm một biệt hiệu, gọi là tiên tổ văn tâm. Chính hắn còn chưa ý thức được, xương trong cơ thể từng chiếc phát sáng, hắn phẫn nộ đến cực hạn, muốn toàn lực ứng phó chiến một trận, chấn áp nữ tử gan lớn này. Thấy ngươi là nữ tử, để ngươi ba phần, người dĩ nhiên không biết điều. Loạn tinh nữ hoàng phù thăng ba trượng, ở trên cao nhìn xuống chỉ tay, biểu hiện thái độ khinh bỉ vô cùng nguyền nguyễn. Ta chính là xem thường ngươi, tất cả mọi người một trận mắt mê thần ly, vị nữ hoàng này biểu hiện càng cao ngạo, bọn họ liền càng yêu thích, hận không thể nhào vào dưới chân của nàng, mặc cho đối phương đạp lên. Đáng ghét, sư huynh tóc bạc sừng vàng ra tay, một vệt sáng từ trong ngón tay của hắn bắn ra, hóa thành một giải lụa, dung hợp lực lượng của bản thân hắn, uy lực của trận pháp, cực kỳ đáng sợ. Một giải lụa, ngay cả hàng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ cũng có thể dễ dàng chém đi. Nữ hoàng không sợ, xoay vòng viên gạch đón nhận, oanh oanh oanh, hai người ác chiến, lần này sư huynh tóc bạc sừng vàng có đề phòng đương nhiên sẽ không bị dễ dàng quất bay nhưng có thái sơ thạch ở trong tay bản thân nữ hoàng đại nhân cũng là tinh thần cực cảnh đỉnh cao hoàn toàn không cần kinh sợ đối phương hai người chiến đấu rất nhanh đạt đến mức độ kịch liệt dồn dập bị thương máu tươi vung vãi lang hàn không có ra tay loạn tinh nữ hoàng đồng dạng là một đời thiên kiêu lúc trước không phải là dựa vào mặt trở thành chủ một quốc gia mà là thực lực ngày sau nàng muốn trở thành tồn tại càng mạnh hơn Đương nhiên không thể dựa vào tu luyện, chiến đấu là một khâu không thể tránh khỏi. Cường giả nào không phải thông qua huyết chiến giết ra? Bởi vậy, trừ khi Nữ hoàng gặp phải nguy cơ sống còn, nếu không hắn sẽ không xuất thủ. Đùng, loạn tinh Nữ hoàng cùng sư huynh tóc bạc sừng vàng trao đổi một đại chiêu, song phương đều thối lui trăm trượng, áo trên tay trái của sư huynh tóc bạc sừng vàng bị đánh nát, lộ ra một cánh tay trắng kiện, mà khăn lụa trên mặt loạn tinh Nữ hoàng cũng mở tung, lộ ra hình dáng của nàng. Quần áo trên người nữ hoàng không phải phàm vật, mà là lông vũ của các loại yêu thú cấp cao, sợi đan dệt mà thành, bởi vậy có thể chịu đựng lực xung kích mạnh mẽ mà không hư, nhưng khăn lụa trên mặt lại kém rất nhiều. Tuy trên mặt nữ hoàng còn có hỗn độn khí quấn quanh, nhưng kia sao chặn được con mắt của tinh thần cảnh, hằng hà cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Tại sao có thể có nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Không phải đẹp đơn giản như vậy, mà là hoàn mỹ, tìm không ra một tia thiếu sót. Đây là một tuyệt sắc chỉ dựa vào bóng lưng, phong tình liền có thể khiến người ta mê say, hiện tại lộ ra dung nhan, còn ai có thể chống đối mị lực của nàng. Có người ánh mắt si mê, có thì chảy nước miếng, có si ngốc nghỉ non, vẻ đẹp của nữ hoàng, chính là hoàn mỹ trong lòng bọn họ, nhưng lại sống sờ sờ biến thành hiện thực. Sư huynh tóc bạc sừng và nguyên bản lửa giận mút trời, nhưng hiện tại không ngừng tiêu tan, đối mặt nữ hoàng đại nhân hoàn mỹ như vậy, ai có thể nhẫn tâm ra tay. Nhưng loạn tinh nữ hoàng quan tâm những cái này sao? nàng cực kỳ kiêu ngạo yêu kiều người trên thế giới này toàn bộ sùng bái mình cúng bái mình không phải sự tình rất bình thường sao nàng không chút lưu tình giết ra ngoài viên gạch bay lượt sức chiến đấu không giảm chút nào trái lại sư huynh tóc bạc sừng vàng là luống cuống tay chân căn bản không thành chương pháp thế thì còn đánh như thế nào không mấy chiêu hắn liền thua trận không phải thực lực không địch lại mà là căn bản vô tâm ham chiến chỉ một lòng thưởng thức vẻ đẹp của nữ hoàng nhưng hắn vì thế trả cái giá cực lớn má phải lại bị vỗ một viên gạch. Danh thùy vạn cổ, dương ngã dư ra chịu uy, hiền hách ở trước mắt, thân hình của nữ hoàng hạ xuống, bá thái thu hết, ôn nhu đứng ở bên người lăng hàn. Nhất thời, tất cả mọi người dán mắt vào lăng hàn, tràn ngập lòng đố kỵ. Đừng nói những học sinh cũ kia, ngay cả những học sinh mới cũng mỗi người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết lăng hàn. Nghị lực của nữ hoàng quá to lớn, gâu, tiểu hàn tử, người sẽ bị thiên khiển, tiên tử đẹp đẽ như thế nên làm thị nữ cho bản tọa đi. Đại Hắc Cẩu là người thứ nhất làm phản, cắn về phía cái mông của Lăng Hàn. Lăng Hàn biết con chó hoang này xấu tính, làm sao không có đề phòng, lập tức ngưng quyền đánh tới. Oanh, một quyền nện ở trên mặt của Đại Hắc Cẩu, ngừng tụ lực lượng lôi đình của Thiên Huy, cho dù thể phách của Đại Hắc Cẩu kinh người, vẫn bị điện giật đến toàn thân tê dại, lông chó từng chiếc dựng thẳng. Ôi, người cái tiểu tử ác tâm này, lại vẫn phòng bị cẩu ra, cũng quá cẩn thận, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu. Đại hắc cầu trả đúa, rõ ràng là nó xuất thủ trước, nhưng lại trách Lăng Hàn để phòng mình. Người cùng chó trong lúc đó không cần có tín nhiệm cơ bản. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy người người hận không thể ăn mình, quả nhiên, hình dáng của nữ hoàng bộc lộ, hắn liền thành công địch toàn dân. Vậy thì chiến, Lăng Hàn cười ha ha nói, còn có ai muốn ta bỏ lỗ cho không? Hư, truyền thống không thể bỏ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cúi đầu. Một tên học sinh cũng mọc hai cánh đứng dậy, cánh chim hình dạng vảy cá, biên giới thì vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn quang như là thần thiết. Cùng tiến lên, bắt người này, hắn không dám bất cẩn, loạn tinh nữ hoàng đã dùng thực lực chứng minh tân sinh giới này nghịch thiên, hắn cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của dịch cao ninh hay sư huynh tóc bạc sừng vàng. Sáu cường giả hàng hà cảnh đồng thời ra tay, giết về phía lăng hàn. Trường 1573, một trận chiến gian nan. Muốn thương tổn phu quân ta, Nữ hoàng ngạo nhiên hừ nói, mắt phượng ngậm uy, cầm viên gạch chỉ tay, cực kỳ khí phách. Đến, chúng ta tiếp tục liên thủ, lăng hàn hào khí vạn trưởng, hắn đến chết cũng sẽ không chui qua lỗ chó, đạo của hắn chính là chiến, ở trong chiến đấu cực điểm thăng hoa, chiến đến điên cuồng, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Hắn cùng nữ hoàng liên thủ giết ra, đón lấy sáu cường giả hàng hà cảnh. Trước đó, hắn cùng nữ hoàng có thể treo lên đánh dịch cao ninh, nhưng sáu cường giả hàng hà cảnh thực quá mạnh mẽ, mỗi một đạo công kích đều có thể đổ nát một vùng thế giới, nếu không phải đây là tinh xa vũ viện, khắp nơi có thánh nhân bày xuống trận pháp phòng ngự, bằng không nào chống lại bọn họ trà đạp, đã sớm sụp đổ. Lăng Hàn vận chuyển ra thiên uy, tước đi 6 người hai tinh lực lượng, điều này làm cho 6 người hoảng sợ, một chiêu này thật đáng sợ, ai gặp gỡ hắn đều nhỏ yếu đi hai tinh lực lượng, tương đương với hắn có thêm ưu thế hai tinh lực lượng. Ở trong vương giả tranh bá, chuyện này quả thật là nghịch thiên. Chiến đấu kịch liệt lại tàn khốc, bất kể là lăng hàn loạn tinh nữ hoàng hay sáu cường giả hằng hà cảnh cũng vết thương đầy giấy một bên nào bị thua cũng không ngạc nhiên vì thực lực của hai bên quá tương đương càng ngày càng nhiều học sinh cũ đến bọn họ thấy cảnh này đều ngương ngác hai người này thực sự là tân sinh sao chỉ là trong học sinh cũ đến không thiếu cường giả hằng hà cảnh chỉ cần lại có thêm mấy người gia nhập chiến đấu vậy lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng trung quy sẽ bại nhân lực là có hạn quả nhiên chỉ một hồi liền có hàng hà cảnh mới gia nhập chiến đấu, tuy chỉ là tiểu cực vị, nhưng mỗi nhỏ cũng là thịt, đủ để ảnh hưởng thậm chí thay đổi chiến cuộc. Một cái không được, vậy liền hai cái, ba cái, bốn cái. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng tràn ngập nguy cơ, bất luận là Lăng Hàn hay loạn tinh nữ hoàng, đều ngông nghênh kiên cường, bọn họ có thể tiếp thu thất bại, nhưng tuyệt không tiếp thu nhục nhã. Bởi vậy, bọn họ tuyệt không thỏa hiệp, bọn họ tình thế nguy hiểm, tổng cộng có 12 cường giả hàng hà cảnh gia nhập phê công, mặc cho hai người lại yêu nghiệt cũng vô dụng, tu vi, nhân số tranh lệch thực quá to lớn, có thể miễn cưỡng ngăn cản đã là kỳ tích. Thương thế của Lăng Hàn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dục hỏa trùng sinh, bất diệt chân dịch đã dùng hết, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất của hắn. Nhưng càng như vậy, chiến ý của hắn liền càng vang dậy, hóa thành thực chất, xung kích cửu thiên. Mọi người không khỏi hoa mắt, cái tên này thực sự là bá đạo, chiến ý dĩ nhiên nồng nặc như vậy. Tinh thần cảnh nào dám đồng thời đối mặt 12 vị cường giả hằng hà cảnh, còn có chiến ý ngút trời, đừng nói chiến đấu, chỉ là đối mặt những cường giả này chân liền mềm nhũn. Nhưng hiện tại đã cùng đường bí lối, bọn họ nhất định phải bại. Đó là tự nhiên, mặc ngươi lại thiên kiêu cũng không thể phá hoại quy củ của Vũ Việt, đây là truyền thống, tân sinh nhất định phải ăn chút vị đắng. Đối với thực lực của Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, mọi người không còn hoài nghi chút nào nữa, nhưng muốn nói hai người có thể vượt qua cửa ải này, vậy thì không ai tin tưởng hiện tại ra tay còn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị học sinh cố cấp bậc trung cực vị đại cực vị đại viên mãn tự trọng thân phận khinh thường ra tay nhưng nếu hằng hà cảnh tiểu cực vị cũng làm không được hai người vậy cường giả cấp bậc trung cực vị đại cực vị tự nhiên sẽ ra tay truyền thống không thể phá xeo lại một tên cường giả hằng hà cảnh tiểu cực vị gia nhập chiến đấu cái này cũng là một tên hằng hà cảnh tiểu cực vị cuối cùng trong đám người cho căn áo rách đừng xem chỉ thêm một người nhưng lăng hàn cùng nữ hoàng chịu đựng áp lực lại tăng vọt không chỉ 10 lần. Cái này là một cọng rơm giả cuối cùng ép vỡ lạc đà. Xa xa, một thanh niên đang ngạo nhiên đứng ở chỗ cao, hắn toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, cả người có quang huy rõ ràng giật động, như một vị thần vương, muôn hình vạn trạng. Bốn phía hắn có thật nhiều học sinh cũ, nhưng không có một cái dám tiếp cận, tình cờ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt cũng mang theo cực kỳ kính nể. Đây là một vị bá chủ trong học sinh cũ, tên là Nhậm Phi Vân, từ 7 triệu năm trước liền bước vào hàng hà cảnh đại viên mãn, bây giờ khẳng định tu đến đỉnh cao, thực lực sâu không lường được, cách sáng thế cảnh chỉ một bước. Nhưng bước đi này lại không biết vây chết bao nhiêu người, phụ cận mấy trăm tinh vực, mấy ngàn đại tinh, trên tinh cầu nào không có cường giả hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, nhưng vô số năm qua lại có mấy người vượt qua được. Mặc ngươi lại thiên tài hơn người, khả năng chỉ dùng ngàn vạn năm liền tới mức độ này, nhưng còn lại gần 400 triệu năm chỉ có thể qua không, nhìn mình từ tráng niên đi hướng giả nua, khí huyết từng bước suy kiệt, cuối cùng hóa đạo. Thế nhưng, nhân vật như vậy bất luận để ở nơi đâu cũng có thể xưng một tiếng bá chủ, dưới thánh nhân. Vô địch, nhậm phi vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tự nói. Lúc trước ta lựa chọn cúi đầu, về mặt tâm linh lưu lại một sơ hở, để ta vẫn vây ở cảnh giới này, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng đột phá. Nếu là ta ra tay giúp đỡ, giải khốn cục cho bọn họ, nói không chắc sẽ làm tâm linh của ta lột xác. Có điều, bọn họ ít nhất phải chịu đựng được một làn sóng công kích này, bằng không. Không có tư cách để ta ra tay. Phía dưới, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cũng sắp đến giai đoạn vỡ bàn, 13 vị hằng hà cảnh, kia là lực lượng mang tính áp đảo. Loạn tinh nữ hoàng khẽ quát một tiếng, cửu trọng thân, loạn thế quyết, vu, trên người nàng có hào quang phóng lên trời, tổng cộng có 9 đạo, sau đó lại dồn dập hạ xuống, đi vào trong cơ thể nàng, để tu vi của nàng đột nhiên cất cao một đoạn dài. Đây là một bí thuật trong cửu tử thiên công, xúc động lực lượng của chín phân thân, trong thời gian ngắn để lực lượng tăng vọt một đoạn dài. Phá, nàng hung hăng đột tiến, xé ra phòng ngự của đối thủ. Lăng Hàn thừa cơ đột tiến, hai tay hắn phân biệt cầm tiên ma kiếm cùng thanh kiếm gỗ, giết tới sư huynh tóc bạc sừng vàng, đối phương đã từng bị thương, đánh lâu cũng lộ ra vẻ mỏi mệt, thành chỗ đột phá trong 13 người. Chương 1574, hóa giải thượng. Soạt, song kiếm chém ra, dù sư huynh tóc bạc sừng vàng là cường giả hằng hà cảnh cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể lùi, hắn là biết hai thanh kiếm này khủng bố cỡ nào, nếu như bị chém chúng thân thể, sẽ làm hắn nguyên lực đại thương, thậm chí thương tới bản nguyên. Chỉ là mặc dù hắn lùi nhanh, né qua song kiếm trực tiếp đánh chém, nhưng vẫn bị kiếm khí quét chúng, ngực, eo hiện ra vết thương, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Lăng Hàn cũng không dễ chịu, hắn bị 12 tên cường giả hằng hà cảnh điên cuồng phản công, eo chân ngực toàn bộ bị đả kích nặng nề, dù thể phách của hắn kinh người, vẫn thổ huyết liên tục. Điều này cũng may nhờ thể phách hắn mạnh mẽ, trao đổi một người, cho dù không chết cũng không còn sức chiến đấu. Trên người lăng hàn tất cả là máu tươi, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng như cây lao. Sư huynh tóc bạc sừng vàng đã không còn sức tái chiến, lăng hàn ngạo nhiên nhìn quét 12 tên cường giả còn lại, phảng phất như một ngọn núi lớn vĩnh viễn không ngã, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Còn có ai, lăng hàn lớn tiếng nói, tuy thân thể bị thương, nhưng khí thế ngược lại nâng cao một bước, 12 tên cường giả trong khoảng thời gian ngắn lại bị khí thế kia khiếp sợ, sau đó mới phản ứng được, mỗi người giận dữ. Ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, tuy sư huynh tóc bạc sừng vàng mất đi sức chiến đấu, nhưng tiểu tử ngươi cũng bị thương không nhẹ, mặc dù nói là lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng bọn họ còn có 12 người, ai đổi được, ai đổi không nổi không phải vừa xem hiểu ngay sao? Bọn họ nén giận ra tay, nhất định phải tàn nhẫn giáo huấn người mới này một hồi dựng lại uy nghiêm của học sinh cũ loạn tinh nữ hoàng thu lại vẻ lạnh lùng lăng hàn bị thương nàng nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nữ hoàng đại nhân tức giận nguyên lực giống như thủy triều từ trong cơ thể tuôn trào cùng lửa giận đan dệt mỗi sợi tóc cũng lay động lên như từng đại xà trong cơn giận dữ huyết mạch của nàng càng tiến một bước thức tỉnh giết hai bên cũng không muốn thoái nhượng cũng không có đường lui chỉ có huyết chiến một đường lăng hàn không ngừng lấy tổn thương đổi tổn thương lại để cho ba tên cường giả hằng hà cảnh mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn chịu đựng tổn thương cũng càng thêm nghiêm trọng, trên người hầu như không nhìn thấy một khối thịt nguyên lành, trong thân thể rách rách dưới dưới, thần cốt cũng bộc lộ ra. Cái này nhìn mà tất cả mọi người tê cả ra đầu, chỉ còn dư lại kinh ngạc mãnh liệt, không ai không bị ý chí và chiến ý của Lăng Hàn lay động. Người này có thể đi đến một bước này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chiến 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 chiến, Lăng Hàn nhìn như ăn một lần công kích nữa sẽ ngã xuống, nhưng trên thực tế hắn một lần lại một lần đứng lên, thật giống như bất tử chiến thần. Mà đối thủ của bọn họ cũng từng chút giảm thiểu, hiện tại chỉ còn dư lại. Bảy người, chỉ cần Lăng Hàn không ngã, tiếp tục như vậy nữa, thật sự có khả năng oanh bại toàn bộ 13 tên cường giả hằng hà cảnh. Lăng Hàn thật có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Thân hình hắn lảo đảo muốn ngã, máu me đầm đìa, ngay cả đứng tựa hồ cũng đứng không vững, chỉ có một đôi mắt cực kỳ sáng sủa, hào quang bức người. Xeo, đúng lúc này, một bóng người áo trắng xuất hiện, đứng ở giữa trường, tỏa ra đại thế chân áp chư thiên. Nhậm Phi Vân, hằng hà cảnh đại viên mãn. Cái gì, Nhậm Phi Vân muốn ra tay sao? Kia là hằng hà cảnh đại viên mãn A, so với 13 người cường giả trước liên thủ cũng không biết cường đại hơn mấy vạn lần. Nếu như hắn ra tay, vậy thực sự là tuyệt đối nghiền ép, coi như lăng hàn, loạn tinh nữ hoàng ở trạng thái toàn thịnh, coi như số lượng nhiều hơn gấp trăm lần cũng không đỡ nổi một đòn. Nguyên bản còn có mấy vị cường giả hằng hà cảnh muốn hạ trang, nhưng nhìn thấy nhậm phi vân xuất hiện, mỗi người đều bỏ đi chủ ý. Một vị bá chủ đứng ra, người khác còn phải nhúng tay sao? Thân hình lăng hàn lảo đảo muốn ngã, hắn thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không có dục hỏa trùng sinh, cũng không có bất diệt chân dịch trong nháy mắt khôi phục thương thế, mỗi lần chịu đến tổn thương là chân thực. Hắn không cam lòng, hắn bất khuất, hắn muốn chiến đấu đến cùng. Nhậm phi vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, Ta không phải tới chiến đấu cùng các ngươi, lấy lươn ép nhỏ không phải là phong cách của ta. Hắn quét mọi người một chút, lại nói, chấm dứt ở đây đi. Cái gì, nhậm phi vân lại không phải đến chấn áp lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, ngược lại đang giúp hai người bọn hắn. Chuyện này, không thể tưởng tượng, chỉ là, một vị bá chủ hiện thân, những người khác cho dù không vui thì đã làm sao, dám nói cái gì. Nhìn bá chủ như nhậm phi vân, toàn bộ phân viện thứ 8 chỉ có bốn người mà thôi mỗi một vị bá chủ có thể khinh thường thiên hạ. Nhậm Phi Vân, người muốn phá hoại truyền thống sao? Một âm thanh thăm thẳm vang lên, bóng người xuất hiện, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, trên lưng mọc ra một vây cá, năm ngón tay có mảng chân liền nhau, có thể kết luận hắn là yêu thú hóa hình, bản thể là cá. Là Thái Sư Huynh, Thái Miểu Thái Sư Huynh, mọi người kinh ngạc thốt lên, cái này cũng là một vị bá chủ, cùng Nhậm Phi Vân nổi danh, mà tiến vào vũ viện thời gian còn sớm hơn, so với rất nhiều lão sư còn già đời, thực lực mạnh, có thể nói ngoại trừ minh tâm thánh nhân, những người khác căn bản quản không được hắn. Truyền thống là bởi vì người mà có, đương nhiên cũng có thể theo người mà hủy bỏ. Nhậm phi vân từ tốn nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra kiên định mãnh liệt. Há, người có phải là còn ghi hận, năm đó ta buộc ngươi chui qua lỗ cho chứ? Thái miểu nói, âm thanh không cao, nhưng xót ruột tận xương. Tuy hiện tại mọi người đều là bá chủ, nhưng khi đó Thái Miểu vào vũ viện trước nhậm phi vân, mà khi nhậm phi vân lấy thân phận học sinh mới đi tới nơi này chính là thái miểu chủ trì cho những thiên kiêu lúc đó thống kích triệt để xé nát tôn nghiêm của bọn họ bởi vậy hai đại bá chủ trong lúc đó kỳ thực là có oán xưa nhậm phi vân vẫn nhẹ như mây gió năm đó thực lực của ta không đủ vô lực phản kháng nhưng lần này ha ha muốn để hai người này cúi đầu liền trước tiên qua cửa ải của ta nhậm lão tứ ngươi quá đáng rồi lại một vị bá chủ xuất hiện hắn lưng hùm vai gấu lại cao có tới một trượng, dài ra một cái đầu hổ, lúc mở miệng, trong miệng có tinh hà phun ra, thật giống như há mồm liền có thể nuốt tinh nguyệt. Chương 1575, hóa giải hạ. Đây là một vị bá chủ cổ lão nhất trong phân viện thứ 8, không phải yêu thú, mà là thiên địa xúc tích ra một loại sinh linh kỳ dị, nhưng đến tột cùng là cái gì thì đến nay không người biết được. Người này, tên là Kỳ, bởi vì chỉ có một chữ không dễ xưng hô, nên sau khi tiến vào phân viện thứ 8, được Minh Tâm Thánh Tâm ban tên gọi là Kỳ Thiên. Hắn rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Hiện tại, hai bá chủ đứng ra phản đối Nhậm Phi Vân. Nhậm Phi Vân không sợ, nếu hắn làm ra lựa chọn, đương nhiên biết mình sẽ đối mặt cái gì. Hắn vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Ta quá đáng, ta chưa từng có, chỉ là muốn mở ra tiền lệ, lúc trước mình chịu đựng khuất nhục cần gì phải từng đời một trả lên thân người mới." Quy tắc như vậy, phải phế bỏ." Ăn nói linh tinh, Kỳ Thiên lạnh lùng nói: "Quy củ như vậy, ngay cả tinh xa đại thánh cũng không có phản đối, há có đạo lý cho ngươi nghi vấn. Cút ngay, thái miều trách mắng, hắn cùng nhậm phi vân quan hệ xưa nay cực tệ, lúc này càng không cần khách khí. Vị bá chủ cuối cùng không có hiện thân, nàng là nữ sinh duy nhất trong bốn bá chủ, tên Dư Tố Tố, ở trên trận pháp trình độ cao nhất, cũng được minh tâm thánh nhân yêu thích nhất, có ý nghĩ chuyển xuống y bát. Như vậy, Dư Tố Tố không ra, hai đối một, nhậm phi vân vẫn rơi vào hạ phong tuyệt đối. Nhậm phi vân vung tay phải lên, cực kỳ tiêu sái. Vậy liền chiến một trận đi, hắn cũng biểu hiện ra quyết tâm tuyệt không thỏa hiệp, nhậm phi vân, người quá ngông cuồng, thái miểu ra tay, một trường vỗ ra, oanh, giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, đầy trời mưa to lao xuống, mà đáng sợ chính là, nước mưa tràn ngập lực ăn mòn, ai bị dính một chút, trên người tất nhiên sẽ xuất hiện một vết thương, ngay cả tấm chắn nguyên lực cũng không cách nào ngăn cản. Đây chính là thực lực của bá chủ, ta muốn che trời, liền chỉ có lu mở ảm đạm Nhậm Phi Vân cũng vỗ ra một trường, xương ngón tay phát sáng, có ngàn tỷ trận văn lóng lánh. Âm, um, hai đại bá chủ đấu đối diện một kích, toàn bộ học viện run lên, cho dù có thánh nhân khác xuống trận pháp bảo vệ cũng suýt nữa lật úp. Hừ, Kỳ Thiên cũng ra tay, cùng Thái Miểu Liên Thủ trấn áp Nhậm Phi Vân. Quy củ của học viện không thể phá, cũng không thể từ phân viện thứ tám bọn họ bắt đầu. Tam đại bá chủ ác chiến, người khác căn bản không có tư cách nhúng tay một đạo dư âm lay động qua thì có thể làm cho hằng hà cảnh đại cực vị thổ huyết. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng lùi lại, hai người cũng chiến ý hừng hực, trong lòng có phẫn nộ mãnh liệt. Bọn họ không có trêu ai chọc ai, lại bị buộc bò lỗ chó, phản kháng. Chân áp, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta phải bị ủy khuất như thế. Nội tâm hai người cực kỳ kiêu ngạo, thả gãy chứ không cong. Nếu như thật đánh không lại, bọn họ thà rằng xoay người rời đi, lui ra vũ viện. Hiện tại, nhìn thấy Nhậm Phi Vân vì bọn họ chiến đấu, hai người vừa cảm động vừa phẫn nộ, càng có bất ức mãnh liệt. Tam đại bá chủ hỗn chiến, kinh thiên động địa, dừng tay, một tiếng nói nhỏ, nhưng mang theo vô thượng trị uy. Oanh, tam đại bá chủ chiến đấu ngừng lại, ở trước mặt âm thanh này, bọn họ coi như liên thủ cũng không có tư cách đối kháng. Bởi vì đây là minh tâm thánh nhân, trước đó như trò đùa trẻ con, minh tâm thánh nhân có thể làm như không thấy, nhưng tam đại bá chủ đại chiến, hắn liền không cách nào lơ là thật mặc bọn họ tiếp tục đánh, phân viện thứ 8 có thể bị san thành bình địa. Tuân Thánh Dụ, tất cả mọi người cung kính nói, Thánh Nhân, cao cao tại thượng, một niệm có thể sáng thế, một niệm lại có thể diệt thế, không cho phép nửa điểm bất kính. Đều lui ra đi, minh tâm Thánh Nhân từ tốn nói, nhưng xem như chấm dứt việc hôm nay. Không cho phép lại náo loạn, bằng không chính là bất tuân Thánh Dụ. Vâng, mọi người lần thứ hai không người nói, dồn dập thối lui trước khi đi thái miểu nhìn lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng một chút nói nhậm lão tứ người bảo vệ được bọn họ nhất thời bảo vệ không được một đời quy củ của học viện không thể ở trên thân người phá cũng không thể ở trên người bọn họ phá nói xong lúc này hắn mới ngạo nhiên rời đi không để phản ứng của hai người lăng hàn ở trong mắt dưới cái nhìn của hắn hai người lăng hàn vốn là run dế nào cần lưu ý loạn tinh nữ hoàng đỡ lăng hàn mà lăng hàn hầu như mất đi hết thảy khí lực mềm nhũn tựa ở trên người nữ hoàng, mặc cho đối phương đỡ vào cửa lớn, hắn quay đầu lại liếc nhìn lỗ chó kia, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Món nợ này, hắn nhớ rồi. Sau đó, mí mắt của hắn trầm trọng, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ thấy đã nằm ở trên một cái giường, vết thương trên người thì tốt hơn nửa, bất diệt thiên kinh không cần hắn chủ động lưu chuyển cũng có hiệu quả chữa thương mạnh mẽ. Người tỉnh rồi, nữ hoàng đi vào, nở một nụ cười tuyệt mỹ, sáng rực rỡ không gì tả nổi, Ta hôn mê bao lâu?" Lăng Hàn hỏi, 10 ngày, Nữ hoàng ngồi ở bên giường, Ôn Nhu nhìn hắn, mỹ nhân thơm ngát ngay ở trước mặt, trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động, kéo Nữ hoàng vào trong lồng ngực, ở trên môi nàng hôn một cái nói: "Để ngươi lo lắng," Nữ hoàng Ôn Nhu cười nói: "Ta không có lo lắng, ta biết ngươi nhất định không có chuyện gì." Lăng Hàn cảm khái, Nữ hoàng Ôn Nhu khác với tất cả mọi người, trong quan tâm của nàng còn có tự tin mãnh liệt đối với mình. Gian phòng này là của Nữ hoàng mấy ngày nay cũng là nàng chăm sóc Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lời chàng ý thiếp một phen, nhưng chỉ lo chạm nhiều sinh lửa, chỉ có thể mạnh mẽ dừng lại, hắn bỏ xuống giường, cầm lấy thẻ ngọc đặt trên bàn, tìm hiểu tình huống của vũ viện một chút. Minh tâm thánh nhân lấy trận nhập thánh, bởi vậy hắn cũng xem trọng truyền thụ trận đạo, mỗi 10 năm đều sẽ mở đàn truyền đạo, truyền thụ trận pháp. Những thời gian khác thì có lão sư cấp bậc hằng hà cảnh phụ trách giải thích nghi hoặc, mặt khác, trong học viện có thư các, bên trong có lượng lớn trận pháp, Công pháp cùng bí thuật có thể tự do lật xem, không thiết lập hạn chế. Nhưng điều này cũng ý nghĩa, bên trong không thể có đồ vật quá cao cấp, pháp môn cấp cao há có thể dễ dàng truyền thụ như vậy. Lăng Hàn bây giờ người mang rất nhiều công pháp bí thuật cấp bậc sáng thế cảnh của tiên vực, bởi vậy hắn không cần đi học càng nhiều bí pháp, thế nhưng, sở dĩ hắn bái vào Minh Tâm Thánh Nhân phân viện, chính là về phía trận pháp. Chương 1576, lựa chọn trận pháp. Ở dưới tình huống tu vi bất biến, trận đạo có thể tăng sức chiến đấu trên diện rộng. Đi, chúng ta đi thư viện nhìn, hắn đối với tăng thực lực của mình lên tràn ngập khát vọng. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu, nàng cũng đồng dạng kìm nén một hơi. Hai người ra ngoài, lập tức bị rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, có còn xì xào bàn tán. Lang sư huynh, có người đi lên phía trước, nhắc nhở, người tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Mấy vị sư huynh hằng hà cảnh trung cực vị đã buông lời, nói nếu như lăng sư huynh dám bước ra cửa một bước, bọn họ sẽ đến tìm phiền phức. Ở tinh xa vũ viện, chỗ ở của mình là tuyệt đối an toàn, bất luận người nào cũng không nên quấy nhiễu, nhưng ra cửa. Vậy thì tự cầu phúc đi, ngoại trừ không thể giết người, không thể gây tổn thương bản nguyên, không thể phế võ đạo căn cơ, đánh như thế nào cũng được, vũ viện hoàn toàn mặc kệ. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt nhất, tàn khốc nhất mới có thể làm cho thiên tài bộc lộ tài năng, nâng cao một bước. Lăng Hàn gật gật đầu, nhưng lần này nếu đã đi ra, hắn đương nhiên không thể quay đầu trở lại, tiếp tục cùng loạn tinh nữ hoàng đi tới, tiến vào thư các, bắt đầu tìm kiếm trận pháp. Không lâu lắm, liền có từng đạo khí thức mạnh mẽ di động, có cường giả bước đến, chỉ là không có ra tay. Có nhiều chỗ nghiêm cấm sinh sự, tỉ như nơi ở mỗi người, mà thư các cũng là một chỗ cấm địa, bởi vậy, ở trước khi lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng rời đi, không người sẽ xuất thủ. Lăng Hàn không có để ý tới, hắn đang tìm kiếm trận pháp, nơi này có một tảng lớn khu vực bày đặt thẻ ngọc trận pháp, chỉ cần kề sát ở trên đầu, liền có thể nhìn thấy các loại tư liệu của trận pháp. Cửu cương thiên linh trận, thập sát trận, lãnh xà hồng vân trận, lang hàn từng cái lật xem, một bên hấp thu lượng lớn thưởng thức, cái thưởng thức này là căn cứ vào lấy thân làm trận. Muốn khắc trận ở trong người, vậy không phải tùy tùy tiện tiện là được. Một khi trận pháp phát huy, kia tương đương với ở trong người trước tiên bạo phát một đòn, không có thể phách mạnh mẽ căn bản chịu đựng không được nhưng thể phách là có cực hạn ngay cả thánh nhân cũng rất khó tu thể phách đến cấp độ thần thiết cấp cao bởi vậy lấy thân làm trận liền cần mở ra lối riêng cách làm của minh tâm thánh nhân là lấy xương trong cơ thể dung hợp thần thiết kim loại hóa một nửa xương cốt tăng lên cường độ cứ như vậy liền có thể khắc xuống trận văn có điều bản thân thần thiết mang theo sát khí đáng sợ bị chém một phát sẽ tạo thành phá hoại lớn bởi vậy mỗi một võ giả có thể hòa thần thiết vào trong cơ thể có hạn hơn nữa còn có cấp bậc hạn chế Đương nhiên là tu vi càng cao, có thể hòa vào thần thiết càng cao cấp, số lượng cũng càng nhiều. Thông thường mà nói, võ giả chỉ có thể hòa vào thần thiết tương đương tu vi bản thân, tỷ như hàng hà cảnh tiểu cực vị chính là thần thiết cấp 13, đại viên mãn là cấp 16. Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào ngoại lệ, tuy mình tâm thánh nhân đi con đường này tới đại thành, nhưng hắn hòa vào thần thiết cũng chỉ là cấp 17. Lăng Hàn xem xong những tài liệu này, không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Cái này không phải vì hắn mà tạo ra sao? thể phách của hắn mạnh đến trên cấp 13, dưới cấp 14, lại thêm bất diệt thiên kinh khôi phục thân thể, xương cốt của hắn hoàn toàn có thể coi như thần thiết cấp 14 đến dùng, khắc vào trận văn tương đương hằng hà cảnh trung cực vị. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên khủng bố, ngay cả trong học sinh cũng cũng không có bao nhiêu người có thể ngang hàng. Hắn trở nên hưng phấn, muốn để tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió là không thể, trừ khi hắn lại có thể được tiên giới trí bảo, tỉ như thái dương thạch. Có điều hắn cũng sợ, nếu như không cẩn thận liền thăng ba bậc, vậy hắn khẳng định sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Càng Diệu chính là trận pháp cao nhất trong thư các đạt đến cấp 16, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ có trận pháp thánh cấp là không truyền ra ngoài, yêu cầu đăng đường nhập thất mới được minh tâm thánh nhân truyền thụ. Không thành thánh đương nhiên không thể lạc ấn trận pháp cấp 17 ở trong người, mà là dùng thần thiết bày trận, tỉ như đại trận hộ sơn của phân viện thứ 8, một khi thôi phát, ngay cả thánh nhân cấp thấp cũng có thể cắn giết. Tìm tìm một môn trận pháp mạnh nhất hắn hiện tại có thể lạc ấn xuống, đến thời điểm liền có thể trở thành một trong các lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, người khác chỉ cho rằng hắn là tinh thần cực cảnh, lực lượng có thể so với hằng hà tiểu cực vị, nhưng trên thực tế nếu hằng hà trung cực vị bất cẩn khinh địch, như thường có thể bị hắn tàn sát. Chính là cái này, âm dương ngũ hành trận, lang hàn lấy ra một thẻ ngọc, kề sát ở trên chán, lạc ấn trận pháp vào trong óc. Hắn hiện tại qua loa đại khái, chỉ cần lạc ấn xuống liền được, chờ sau đó lại về dưới luân hồi thụ tham khảo tu luyện. Môn trận pháp này ở trong trận pháp cấp 14 thuộc về cấp bậc hàng đầu, uy lực có thể so với hàng hà trung cực vị đỉnh cao. Lăng Hàn biết bên ngoài có một đống lớn học sinh cố chờ đợi mình, nhưng hắn không để ý chút nào, cùng loạn tinh nữ hoàng nhìn nhau nở nụ cười, cùng một chỗ tiến vào trong hắc tháp. Hắn duyệt qua công pháp được từ chỗ hồ vũ, xem loạn tinh nữ hoàng thích hợp tu luyện môn nào. Không lâu sau đó, nữ hoàng liền làm ra lựa chọn, nàng chỉ cần hiểu rõ công pháp, có huyết mạch của cổ thiên tộc lại thêm thiên phú của nàng, tìm hiểu dưới luân hồi thụ, có thể ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành đột phá. Hai người bắt đầu bế quan, không quan tâm những chuyện khác. Nhưng bên ngoài lộn xộn rồi, trước thanh thanh sở sở nhìn thấy hai người tiến vào thư các, làm sao đột nhiên liền không gặp người. Bọn họ đi vào, tỉ mỉ tìm tòi, nhưng làm sao cũng không cách nào tìm được tung tích hai người lăng hàn. Hẳn là trốn vào trong không gian thần khí, ở tinh xa vũ viện, không gian thần khí tuy vẫn là trí bảo, nhưng cũng không phải không có người thấy thứ tốt như vậy, thậm chí, dư tố tố rất được minh tâm thánh nhân sủng ái, còn được ban thưởng một không gian thần khí. Nhưng không gian thần khí cũng hữu hình, tất nhiên có thể tìm được. Tìm, bọn họ sới ba tấc đất, nhưng đừng nói bọn họ, ngay cả thánh nhân ra tay cũng không thể phát hiện hắc tháp, nhất định chỉ có thể không công một hồi. chương 1577, 10 tòa sát trận. Trong hắc tháp, dưới luân hồi thụ, lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng ngồi xuống, khổ sở tìm hiểu. Một cái là muốn gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất sông lên hàng hà cảnh, một cái khác là muốn nắm giữ âm dương ngũ hành trận, khắc lên xương cốt, hình thành thân thể sát trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái một năm liền đi qua. Dưới luân hồi thụ, hai người như tảng đá, đột nhiên hơi động, gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười. Ta có thể sung kích hàng hà cảnh, ta đã hiểu rõ trận pháp, hai người tràn đầy tự tin, sức chiến đấu của bọn họ sắp được tăng lên. Bọn họ ra hắc tháp, một năm qua đi, tự nhiên không ai sẽ ở bên ngoài thư các bảo vệ bọn họ, hai người đường hoàng đi ra, quay lại viện của mình, chờ những học sinh cũ kia nghe tiếng, hai người đã vào phòng, tự nhiên chỉ có giơ chân mà thôi. Lăng Hàn mở lò luyện đan, xung kích hằng hà cảnh không phải là sự tình tùy tùy tiện tiện, yêu cầu nguyên lực tích lũy khủng bố, bằng không phải tiêu hao bản nguyên, rất nhiều người tích lũy không đủ, bản nguyên lại không đủ mạnh, cuối cùng bản nguyên tiêu hao hết, rơi vào kết cục suy kiệt mà chết. Vì lẽ đó, cái này không vội vàng được. Đan dược sung kích hằng hà cảnh tốt nhất là đại diễn đan, cái này không thể tăng cường cảm mộ gì, nhưng có thể cung cấp nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, để võ giả không đến nỗi bị cảnh giới tăng vọt hút thành thây khô. Thông thường mà nói, chừng trăm viên liền được rồi, nhưng Lăng Hàn vì vợ đương nhiên sẽ không thỏa mãn ở chỉ một trăm viên, hắn một hơi luyện ra hơn nghìn viên, lúc này mới ngừng lại. Mặc dù cái này là thần đan cấp 12, nhưng thời gian luyện chế rất ngắn, một ngày liền có thể luyện một lò, lấy thực lực của Lăng Hàn, một lò có thể đạt đến 20 viên, bởi vậy 50 ngày liền toàn bộ quyết định. Ăn không hết không có quan hệ, hắn không phải cũng sắp đột phá sao, còn có Vũ Hoàng, thiên phượng thần nữ. Nhiều người lắm, hắn giao đan dược cho loạn tinh nữ hoàng, nữ hoàng đại nhân bế quan trước. Lăng Hàn gọi cửu yêu tới, tìm hiểu tình huống phát sinh trong năm qua một chút. Dạo oai phủ đầu cho tân sinh, đây là truyền thống của tinh xa vũ viện, cũng không giới hạn ở bát viện, mà mỗi viện đều có quy củ như vậy phản kháng cũng không chỉ lăng hàn vũ hoàng phản kháng cổ đạo nhất phản kháng đinh bình phản kháng vô tương thánh nhân phản kháng nhưng vô dụng mặc ngươi lại thiên kiêu kinh diễm giới hạn ở cảnh giới tinh thần cảnh như thế nào đấu với hằng hà cảnh ngay cả tinh thần cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị hiển nhiên chỉ có bị chấn áp mà thôi vũ hoàng cổ đạo nhất cũng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng nhưng bọn họ không có may mắn như lăng hàn loạn tinh nữ hoàng có một vị bá chủ đứng ra chặn tai họa cho dù cổ đạo nhất có thánh khí nhưng cuối cùng chỉ phát động một vị hằng hà cảnh trung cực vị liền chân áp hắn đại bộ phận người đàng hoàng chui qua lỗ chó cứng đầu thì bị đánh ngất mạnh mẽ nhét qua nói chung không có một người may mắn thoát khỏi có người nói sau đó cổ đạo nhất tức giận đến sinh bệnh nằm ở trên giường vài tháng mới khôi phục lăng hàn nghe nói không nhịn được cười một tiếng hắn có thể lý giải cổ đạo nhất là trảm trần lão tổ ở tiên vực bây giờ lại bị mấy hằng hà cảnh bắt chui qua lỗ chó diện tích bóng tối trong lòng hắn khẳng định lớn đến khó có thể hình dung chỉ là mấy người vũ hoàng thiên phượng thần nữ cũng gặp khuất nhục như vậy để ánh mắt của lăng hàn phát lạnh món nợ này hắn nhất định phải đòi lại nhưng điều này cần thực lực không có thực lực tất cả chỉ là nói suông lăng hàn truyền thụ một chút công pháp cho cửu yêu để hắn đi đưa cho đám người vũ hoàng tuyệt đối cao cấp hơn trong tinh xa vũ viện mấy trăm lần mình thì lập tức bế quan hắn muốn bắt đầu lạc ấn trận văn khắc xuống âm dương ngũ hành trận một năm trước ở dưới luân hồi tụ tìm hiểu, hắn đã nắm giữ môn trận pháp này, hiện tại liền để cảm ngộ hóa thành hiện thực. Có điều muốn lạc ấn ở trên thần cốt, cái này cực kỳ khó khăn, yêu cầu lấy thần ý làm đao, từng điểm từng điểm chạm trổ vào. Đặt ở bình thường, lang hàn căn bản không làm được. Bởi vì thành cũng thể phách, bại cũng thể phách, thần cốt của hắn cao tới trên cấp 13, tiếp cận cấp 14, ngay cả chính hắn cũng bó tay, vậy làm sao lạc ấn trận văn. Cũng còn tốt, hiện tại có cửu thiên hỏa, cái này không chỉ là tiên diễm, hơn nữa còn là một trong cửu đại tổ hỏa, hiện tại thành bản nguyên chân hỏa của Lăng Hàn, có thể bị hắn tuyên truyền, lạc ấn lên thần cốt liền trở nên có khả năng. Lăng Hàn khắc xuống từng cái trận văn, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, âm dương ngũ hành trận tổng cộng có 3.600 trận văn, hắn một canh giờ liền có thể khắc xuống khoảng 20 cái, bởi vậy, vẻn vẹn nửa tháng mà thôi, hắn liền hoàn thành. Ô, không phải nói trong cơ thể mỗi người chỉ có thể lạc ấn xuống một bộ trận văn sao. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn lạc ấn xuống một bộ trận pháp, lại chỉ chiếm dụng một phần mười xương của hắn. Ta rõ ràng, này là bởi vì ta lấy tiên diễm làm đao, vì lẽ đó khắc xuống trận văn vô cùng tinh tế, ngay ngắn, chiếm cứ diện tích ít đi. Chiếu nói như vậy, ta không phải có thể đồng thời khắc xuống mấy đại trận ở trong người sao, cùng vận chuyển, uy lực này. Ha ha, vậy thì khắc 10 cái âm dương ngũ hành trận, Lăng Hàn tiếp tục cố gắng, lại ở trên thần cốt khắc xuống 9 trận pháp, trước sau tổng cộng dùng 5 tháng thời gian. lang Hàn xuất quan, loạn tinh nữ hoàng thì còn đang bế quan, xung kích hằng thiên cảnh không phải việc ngày một ngày hai. Có điều, không thể làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, ta cần phải đặt lực chú ý ở võ đạo. Nếu như có thể đột phá hằng hà cảnh, vậy ta liền có thể lạc ấn xuống trận văn cấp 15, có thể địch hằng hà cảnh đại cực vị, mà nếu lạc ấn lên 10 cái, vậy giết hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao cũng không khó. Ha ha, đây chính là đòn sát thủ của ta, ai có thể chịu được chứ? Minh tâm thánh nhân mỗi ba năm mở đàn giảng giải một lần, tính toán thời gian, chính là mấy ngày nay, ta có thể đi nghe một hồi, ngày sau muốn ở trong người khác xuống trận văn thánh cấp, yêu cầu đối với đạo có hiểu rõ cực sâu mới được. Mặt khác, còn phải chỉ đạo cửu yêu cùng đinh bình một chút, bằng không ta làm sư phụ cũng không khỏi quá thất trách ha. Trường 1578, sát trận phát huy. Lăng hàn ra viện của mình, đi về địa phương minh tâm thánh nhân giảng đạo, kia là ở trên một quảng trường, các đệ tử có thể bằng thính, có điều, đồ vật dính đến thánh cấp chân chính, vậy khẳng định chỉ có đệ tử nhập thất mới có thể lắng nghe. Hắn vừa mới ra ngoài, liền có người lấm la lấm lét nhô đầu ra, phát hiện ánh mắt của Lăng Hàn quét tới, hắn vội vàng rụt đầu trở lại, bỏ chạy, hiển nhiên hắn muốn đi mật báo. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, nên đến liền để nó đến đi, ngược lại hắn đã để người ta biết mình có một không gian thần khí, có thể không kiêng rè gì mà sử dụng, dù sao thánh nhân liền có thể chế tác không gian thần khí ở đây cũng sẽ không khiến người ta không tiếc đánh đổi mà đi cướp lang hàn hắn vẫn chưa đi đến quảng trường liền bị người ngăn lại đây là một cường giả hằng hà cảnh trung cực vị không cần đại cực vị đại viên mãn trung cực vị liền thừa sức nếu không thể chấn áp tinh thần cảnh còn có đạo lý sao lang hàn lộ ra nụ cười trung cực vị rất tốt vừa vặn thử xem uy lực của âm dương ngũ hành trận chặn đường là một nam tử vóc người cao to nhìn qua chừng 30 tuổi, cũng không biết ở trong vũ viện đợi bao lâu, phòng chừng hẳn là một con số rất kinh người, bằng không cũng không thể đạt đến hàng hà cảnh trung cực vị. Bước vào hàng hà cảnh cũng cần thời gian cực kỳ lâu, huống chi là trung cực vị. Chó chặn đường, Lăng Hàn cười nhạt nói, gâu, người mắng ai đó, đại hắc cầu xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lỗ tai rất linh, lập tức liền chạy ra. Tiểu tử, người dám xem thường cầu ra, hí, nó chừng lớn mắt chó nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lông đen cả người dựng lên, cái đuôi thậm chí từ trong quần lót sắt như tiêu thương dựng thẳng đứng. Tiểu tử người uống thuốc gì a? À, sao cho cậu ra một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Đại hắc cầu kinh ngạc thốt lên, lang hàn không khỏi kinh ngạc, con chó hoang này thật là cảm ứng nhạy bén, lẽ nào nó phát hiện trong cơ thể mình lạc ấn xuống 10 tòa sát trận. Nó cũng không biết tại sao, nhưng cảm ứng được lực áp bách như vậy. Không hổ là chó từ tiên vực mang ra a, à, có điều, vẫn như cũng là con chó hoang các ngươi đủ chưa nam tử chặn đường nổi giận các ngươi một đáp một nói tự nhiên đang đùa bỡn ta sao lăng hàn không khỏi nở nụ cười nói gọi ta lại có gì chỉ giáo biết rõ còn hỏi nam tử kia cười gằn ta chính là cổ lượng từ 18 triệu năm trước liền tiến vào vũ viện là sư huynh của ngươi ngươi thấy ta không kêu một tiếng sư huynh sao lăng hàn vung tay nếu ngươi đã nói biết rõ còn hỏi vậy ta cũng hỏi ngươi có người muốn đánh mặt ngươi người còn phải khách khí gọi người ta một tiếng sư huynh sao? Đúng vậy đúng vậy, vậy không phải bị coi thường sao? Đại hắc cầu lập tức chen miệng nói, sắc mặt của cổ lượng không khỏi càng thêm âm trầm, hắn vốn định bày xuống cái giá sư huynh, để lăng hàn trước tiên uất ức một hồi, nhưng không nghĩ tới lăng hàn lại lưu manh như thế, ngay cả hắn cũng bỏ mặc. Đầu sỏ cũng thật là đầu sỏ, chẳng trách dám khiêu chiến truyền thống của học viện, đáng tiếc, thực lực quá yếu. Nếu ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy ta làm sư huynh, không thể làm gì khác hơn là dạy ngươi biết cái gì gọi là kính nể. Hắn không chút lưu tình ra tay, một trường thò ra, phù, ngân hà mở rộng, tinh thần di động. Mặc dù hắn là trận đạo cao thủ, nhưng tranh lệch cảnh giới thực quá to lớn, chỉ bằng lực lượng của bản thân liền có thể hoàn toàn nghiền ép, vậy cần gì phải vận dụng lực lượng của trận đạo. Giết gà dùng đao mổ trâu, người tiểu sư đệ này cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Một trường đơn giản, nhưng phô thiên cái địa, đây chính là hàng hà cảnh mạnh mẽ, tùy ý một đòn liền có thể kéo thiên địa đại thế, tinh thần cảnh hoàn toàn không so được. Lăng Hàn tự nhiên cũng không dám khinh thường, hắn hơi suy nghĩ, Mười tòa sát trận đồng thời vận chuyển, nhất thời, xương cốt trong cơ thể hắn từng chiếc phát sáng, nhưng bởi vì thể phách của hắn quá mạnh, da rẻ, huyết nhục miễn cưỡng che lấp hào quang như vậy, nhìn qua. Hắn vẫn cực kỳ phổ thông, đại hắc cầu xù lông lần thứ hai, nhảy cao ba trượng vội vàng bỏ chạy nó cảm ứng được trong cơ thể lăng hàn phảng phất như cất giấu một quái thú đáng sợ ngay cả nó cũng có thể dễ dàng chém xuống. Nó sở dĩ hèn hạ, là bởi vì công lực thoát thân nhất lưu, bằng không động một chút liền bị người đánh thành chết chó, lại há dám kiêu ngạo như thế. Lăng Hàn tùy ý phất tay, triển khai lôi đình kiếm pháp, phát về phía cổ lượng. Không tự lượng sức, cổ lượng hư lạnh, một tinh thần cảnh lại dám cùng mình vác chính diện, mặc kệ đối phương thiên tài yêu nghiệt đến cỡ nào, cũng chỉ có một đường bại vong. Tiểu tử này cho rằng lúc trước đánh bại mấy hàng hà cảnh tiểu cực vị, liền có thể không coi ai ra gì sao đùa giỡn, hắn là hằng hà cảnh trung cực vị chân áp hắn rung tay phải lên năm ngón tay hóa thành thiên địa lao tù rơi về phía lăng hàn năm ngón tay hạ xuống rõ ràng chỉ là năm ngón tay mà thôi nhưng lại như núi lớn phá lăng hàn từ tốn nói kiếm khi đánh tới oanh năm ngón tay bị cắt đứt nát tan miệng của cổ lượng không khỏi dương thật to cái này quá khó mà tin nổi kia là công kích của hắn hằng hà cảnh trung cực vị a làm sao có khả năng bị hời hợt phá tan. Người thật có thực lực như vậy, lúc trước thời điểm cùng 13 tên hằng hà cực tiểu cực vị tử chiến, còn vất vả lao lực như thế sao? Ngày đó, hắn cũng từng nhìn thấy, đối với thực lực của Lăng Hàn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Muốn nói vẻn vẹn qua hơn một năm, thực lực của Lăng Hàn liền có thể thoát thai hoán cốt. Hắn tuyệt đối không tin, lừa quỷ A, đạt đến độ cao như bọn họ, thực lực tăng lên một phần, tiêu tốn thời gian là lấy vạn năm làm đơn vị, Huống chi cái này không phải tăng lên một phần mà là vạn lần. Coi thường ngươi, tuy cổ lượng kinh ngạc nhưng không hoảng hốt. Một đòn này hắn vốn không dụng toàn lực, lúc này xương cốt trong cơ thể từng chiếc phát sáng, một tòa sát trận vận chuyển bên ngoài thân nhất thời hiện ra ánh sáng ngũ hành âm dương khí. Hắn khắc xuống, lại cũng là âm dương ngũ hành trận. Cút về, hắn hét lớn một tiếng, thôi phát trận pháp chi uy đến mức tận cùng, không dám còn có mảy may khinh thường lăng hàn nữa. Người mới này thực quá đặc biệt. Lăng Hàn cười nhạt, người chỉ nắm giữ một âm dương ngũ hành trận, mà ta thì sao? chương 1579, lại thắng. 10 cái, 10 đối một còn thắng không được ngươi sao? Hắn chỉ tay vẽ ra, triển khai lôi đình kiếm pháp đến mức tận cùng, ở dưới thiên uy cuồn cuộn, 10 tòa âm dương ngũ hành trận bạo phát. Âm, um, cổ lượng thúc đẩy trận pháp đón nhận, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, hắn có thể kết luận, dưới đòn đánh nghiền ép này, xương cốt toàn thân lăng hàn sẽ nát tan, đương nhiên hắn sẽ lưu ý, không giết chết Lăng Hàn, cũng không đến nỗi tổn thương bản nguyên của đối phương, đây là tối kỵ của Vũ Viện. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì công kích của hắn ở trước mặt Lăng Hàn lại không đỡ nổi một đòn. Sao có thể có chuyện đó? Không đỡ nổi một đòn hẳn là công kích của Lăng Hàn, làm sao lại là của hắn? Oanh, ở dưới vẻ mặt khó mà tin nổi, không thể tin tưởng, thậm chí hoài nghi nhân sinh của cổ lược, hắn bị đánh bay, một ngụm máu phun ra ngoài, ở dưới ánh mặt trời, như là thải hồng hắn nặng nề rơi xuống đất, cho bụi đầy trời, bốn phía, yên tĩnh một cách chết chóc. Hiện tại Lăng Hàn là danh nhân, tuy ở trong mắt học sinh cũ là đầu sỏ phá hoại quy tắc, nhưng cũng không trở ngại hắn nổi danh, không chỉ bởi vì hắn biểu hiện nghịch thiên, càng bởi vì hắn có một thê tử đẹp nghịch thiên. Cổ lượng vừa xuất hiện, người xem náo nhiệt tự nhiên cũng dồn dập ló đầu ra quan chiến, nhưng ai có thể ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Cái này không hiện thực, cái này không hợp lý, hắn con mẹ nó tuyệt đối là thấy quỷ tất cả mọi người không nhịn được rụi mắt, sau đó nhìn lại, nhưng nằm trên đất vẫn là cổ lượng. con mẹ nó, lần này thật đúng là nghịch thiên rồi. ai cũng biết tinh thần cực cảnh đỉnh cao có thể so với hàng hà cảnh tiểu cực vị, mà lực lượng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. bởi vậy, có chút hạng người yêu nhiệt sức chiến đấu thậm chí có thể ngang hàng hàng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. cái này mọi người vẫn có thể tiếp thu, nhưng lần này là trung cực vị a hơn nữa còn không phải trung cực vị sơ kỳ, mà là hậu kỳ. Ta sát, mỗi người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, đầu muốn nổ tung. Ở bước ngoặt cuối cùng, Lăng Hàn vẫn thu lại chút uy lực của trận pháp, bằng không đòn đánh này không phải oanh tổn thương đơn giản như vậy, mà là đánh giết cổ lượng thành cặn bản. Mười tòa sát trận dung hợp làm một, cái này không phải để uy lực tăng lên gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là gấp trăm lần. Cổ lượng rên rỉ, chỉ cảm thấy xương toàn thân đứt đoạn, căn bản bò không lên. Lăng Hàn đi tới, ở trên cao nhìn xuống, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh Cổ Lượng nói: "Cổ sư huynh, người vẫn không có nói, gọi ta lại có chuyện gì?" "Ai, người tuổi cũng một đám lớn, sao hỏa khí lớn như vậy chứ, nói chuyện cẩn thận không được sao?" "Ta, muội muội ngươi." Cổ Lượng phun ra một ngụm máu, không ngừng ho khan, chỉ vào Lăng Hàn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Hàn tất đã đứt đoạn thành vạn mảnh. Hắn tức a, à, trước đó Lăng Hàn căn bản không gọi hắn sư huynh, hiện tại lại gọi, đây là tôn kính hắn sao? vốn là đánh mặt của hắn đều nói làm người lưu một đường ngày sau gặp lại dễ nói chuyện người làm đoạn tuyệt như thế là muốn trở thành toàn viện công địch sao sau này đừng động một chút là gọi đánh gọi giết ngoan a à. lăng hàn vỗ lên mặt cổ lượng một cái sau đó đứng lên hắn còn muốn đi nghe minh tâm thánh nhân truyền đạo đại hắc cầu cũng chạy theo nhưng đi mấy bước rồi lại không nhịn được vòng trở về ở bên cạnh đầu của cổ lượng vén chân sau lên một cột nước nhất thời bão tố đi ra cái gọi là chó không bỏ được thói quen đái bậy, gặp phải mục tiêu liền không nhịn được đánh ký hiệu, này là bản năng A. Lúc này đại hắc cẩu mới hài lòng uốn éo cái mông đuổi theo lăng hàn, nhưng ý thức được mình là đại cao thủ A, đại cao thủ nào có bốn cái chân, lúc này lại đứng thẳng người lên, ra dáng đi tới. Đáng thương cổ lược, thổ liền 13 ngụm huyết, thân thể co giật, ngất đi. Lăng hàn kỳ thực nhìn thấy, nhưng không có ngăn cản. Thứ nhất chuyện không liên quan tới hắn, thứ hai hắn không có trêu ai chọc ai, là cổ lượng tự mình đưa tới, bị làm mất mặt, tự rước lấy nhục mà thôi. Tiểu Hắc, người thật hèn hạ, Lăng Hàn tự đáy lòng nói, cái gì lão nhân sâm, con thỏ, ở trước mặt đại Hắc cậu chính là con cháu. Bản tọa đây là có cá tính, người còn dám nói chứ hèn hạ, cậu ra cùng ngươi gấp. Đại Hắc cầu liếc cái cổ của Lăng Hàn, tiểu Hàn tử, người thật không suy tính một chút làm vật cưới của bản tọa sao, bản tọa có thể truyền cho ngươi công pháp vô thượng. Cút, Lăng Hàn một cước đá ra, nhưng đại Hắc cầu cực kỳ cơ linh, một cái chó sủa đã sớm né tránh. Một người một chó nghênh ngang rời đi, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, sau đó bùng nổ ra âm thanh kinh thiên động địa. Trời của ta, cổ sư huynh thất bại, hơn nữa là thảm bại. Sao có thể có chuyện đó, cổ sư huynh là hàng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ, hơn nữa ở trong người khác xuống âm dương ngũ hành trận, làm sao có khả năng không địch lại một tinh thần cực cảnh. Ta coi như tận mắt thấy, cũng hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ phải điều động sư huynh đại cực vị sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có một loại cảm giác, ngay cả đại cực vị đến cũng không nhất định chân áp được. Bọn họ tứ tán rời đi, vội vã truyền tin tức kinh người này cho càng nhiều người, lăng hàn thật nhất phi trùng thiên, ngay cả hàng hà cảnh trung cực vị cũng ép không được. Lại nói lăng hàn cùng đại hắc cầu một đường đi tới trên quảng trường trung tâm Vũ Việt, ở giữa quảng trường có một đài sen cao ba trượt, trên đài sen không có người, nhưng bốn phía thì đông nghịt ngồi đầy. Minh tâm thánh nhân còn chưa tới, truyền đạo chưa bắt đầu lăng hàn thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như không có bỏ qua thời gian tiểu hắc người thật giống như ở đây sống rất khá a hắn nhìn đại hắc cầu hỏi con chó hoang này cũng không có được thánh nhân nào thu nhận nhưng mấy lần đều thấy nó ở trong vũ viện gây sự sinh sự lại không có ai quản veo thân hình hắn lóe lên tránh thoát đại hắc cầu đột nhiên cắn tới đại hắc cầu hư một tiếng nói gọi hắc ra hắc ra có hiểu hay không lăng hàn chỉ cười ha ha coi như không nghe thấy bản tọa là điềm lành của thiên địa người gặp người thích đại hắc cầu nói khoác không biết ngưỡng, lang hàn thật muốn một cước đạp qua người còn người gặp người thích nếu là ném nó ra ngoài người muốn giết nó tuyệt đối có thể xếp thành một trường long mộc đồ tinh cũng có thể nhiễu mấy vòng